Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 81. Nghĩ tới Diệp Liên, Diệp Huyên liền tăng tốc. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đã phát hiện một tòa thành đen xì, bốn phía đầy ác hồn lửng lơ trôi nổi, còn bên trên tòa thành, hắn đã nhìn thấy Diệp Liên. Lúc này Diệp Liên đang lơ lửng ngay phía trên tòa thành, xung quanh nàng là bốn lão già mặc áo bào màu đen, trong tay bọn họ đều cầm một cái móc câu sắc đỏ như máu. Mà trên đỉnh đầu Diệp Liên là một ấn ký khổng lồ màu đen, nó không ngừng phát ra từng luồng sáng đen bao phủ Diệp Liên ở bên dưới. Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, đó là thứ đồ chơi gì vậy? Trông có vẻ lợi hại đấy, có thể lấy qua đây được không? Liên Thiển. Nhưng đúng lúc này, Diệp Liên ở phía xa đột nhiên vung tay phải lên, một luồng sức mạnh khủng bố lập tức tràn ra ngoài tựa như sóng chiều, đánh về phía bốn lão già kia. Thấy Diệp Liên đột nhiên xuất chiêu, cả bốn lão già nhanh chóng lẩm nhẩm niệm pháp quyết. Chỉ một lát sau, chiếc ấn màu đen trên đỉnh đầu Diệp Liên đột nhiên chấn động mạnh mẽ, vô số hắc quang phủ kín chân trời, bao quanh luồng lực kia của Diệp Liên. Ầm ầm, cả chân trời chấn động kịch liệt, không gian xung quanh bị hai luồng sức mạnh khủng khiếp chèn ép, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, dù rằng hắn biết thực lực của Diệp Liên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong hư không, Diệp Liên vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc ấn, hờ hững nói, ấn sinh tử, các ngươi cũng được đấy, không ngờ lại có thể điều khiển được thứ đồ này. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Liên, người này đang trong trạng thái linh hồn, tay nắm trường thương, gã ta nhìn Diệp Liên, cười nói, nữ đế Tu La, có vẻ cô mạnh hơn trước rồi đấy nhỉ. Diệp Liên nhìn người đàn ông trung niên đó, cất giọng điệu châm chọc, xích xu, ngươi trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chịu thò cái mặt ra rồi cơ đấy. Người đàn ông tên xích xu kia bật cười, nữ đế Tu La, hôm nay ta dụ cô tới đây là muốn tặng cô một món quà lớn đấy, ha ha. Diệp Liên trở tay đánh ra một chưởng, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên có một chiếc liêm đao đỏ như máu phóng vụt ra. Thanh đao kia vừa xuất hiện, đất trời lập tức vỡ nứt. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt Xích Xu liền biến đổi, gã ta chẳng còn dám coi khinh nữa mà dồn hết toàn lực đâm chiếc trường thương trong tay ra, trên mũi thương dường như phát ra tiếng gào rú của ác hồn. Diệp Huyên ở bên dưới bỗng lắc đầu, thương pháp của gã đàn ông này còn kém xa Trương Văn Tú. Giữa không trung, thanh trường thương vừa mới tiếp xúc với liêm đao của Diệp Liên đã bị chém vỡ. Tốc độ của liêm đao càng lúc càng nhanh, nó lao như bay về phía Xích Xu. Gã ta lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại. Nhưng đúng lúc này, chiếc ấn khổng hồ màu đen trên đầu Diệp Liên bỗng chấn động mạnh, một luồng lực cường đại lập tức chấn áp liêm đao của nàng. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc ấn sinh tử kia, khẽ xoay lòng bàn tay, thanh liêm đao liền xuất hiện trong tay nàng. Sau đó, nàng hóa thành một luồng sáng đen phóng thẳng lên trời, đứng giữa không trung mà chém một đao về phía ấn sinh tử. Ầm ầm. Ấn sinh tử rung động mạnh, sau đó bắt đầu nứt vỡ. Xích Xu nhìn thấy thế lại càng xa sầm mặt mày, vội vàng ra lệnh, lên. Bốn lão già mặc đồ đen vội vàng lẩm nhẩm khẩu quyết trong miệng, chỉ một lát mà cả chân trời đã chấn động mạnh. Ở đường chân trời phía xa bỗng nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí, nó đang tràn về phía Diệp Liên. Diệp Liên đứng giữa không trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nàng bỗng nhiên đạp mạnh chân phải. Ầm ầm. Không gian mấy chục vạn trượng xung quanh lập tức rạn nứt, vô số ác hồn bỗng nhiên nổ bể, hồn phi phách tán, mà luồng sức mạnh thần bí cũng biến mất dạng. Diệp Liên nhìn xuống bên dưới, liêm đao bỗng nhiên bay vụt ra khỏi tay nàng, sau đó một lão già mặc đồ đen vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đầu đã bị chém nứt, một lão già khác vừa định trốn đi cũng gặp phải tình trạng tương tự mà không có lấy một dấu hiệu cảnh báo nào. Chỉ trong vòng một hơi thở, cả bốn lão già mặc đồ đen đã bị Diệp Liên chém chết. Diệp Liên nhìn về phía Xích Xu, sau đó khẽ nhấc tay phải, liêm đao trong tay liền hóa thành luồng sáng đỏ lao vụt về phía Xích Xu. Nhưng Xích Xu không những không trốn mà còn mỉm cười. Vào lúc chuôi đao kia cách Xích Xu còn chừng nửa trượng thì nó bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Liên đứng giữa không trung khẽ nhăn mày, dường như nàng cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi mau. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó thì giọng của Liên Thiển bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn, đi mau đi. Đừng do dự nữa.
Diệp Huyên xoay người bỏ chạy theo bản năng, nhưng trong giây lát đó, hắn bỗng cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Kẻ sở hữu hơi thở kia không nhằm vào hắn mà muốn nhằm vào Diệp Liên. Diệp Huyên quay người liếc nhìn, ở phía chân trời xa xăm, cũng chính là khoảng không phía trên Diệp Liên bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, nó đỏ rực như máu vậy. Tử vong đại đế. Trong hư không, Diệp Liên khẽ nhắm mắt lại, kẻ nào đã thả ngươi ra. Giờ phút này, biển máu bỗng nhiên tràn lan khắp không trung, rồi đổ dồn về phía Diệp Liên. Diệp Huyên ở phía xa không rời đi mà lựa chọn ẩn nấp. Hắn nhìn Diệp Liên trên trời, hai tay siết chặt, huyết dịch bắt đầu dao động trong người hắn. Diệp Liên trên trời nhìn biển máu kia, vẻ mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nàng chợt trở thành một màu trắng, một lực lượng hủy thiên diệt địa lặng lẽ tập trung. Khi biển máu kia di chuyển tới trên đầu Diệp Liên, Diệp Liên chợt siết chặt tay, diệt. Dứt lời, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra từ trong mắt nàng, tia sáng trắng đó thoáng chốc bao trùm lấy biển máu. Ầm ầm, không gian xung quanh bắt đầu bị chôn vùi, vô số ác hồn không ngừng lùi lại, cả Diệp Huyên cũng thế, sau khi lùi khoảng nghìn trượng, Diệp Huyên mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chân trời, trong vùng sáng trắng đó không ngừng có tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyên trở nên hơi căng thẳng. Lúc này, tia sáng trắng trong hư không chợt dần biến mất, sau khi tất cả tia sáng trắng đều tan biến hết, Diệp Huyên nhìn thấy Diệp Liên, tay nàng cầm lưỡi hái đỏ như máu, tựa như một sát thần. Một người đàn ông với thân thể hư ảo không biết đã đứng đối diện Diệp Liên từ lúc nào, người đàn ông mặc trường bào trắng như tuyết, tay cầm quạt ngọc màu trắng, trông hoàn toàn không giống tử vong đại đế gì đó mà giống một thư sinh hơn. Một con thú lớn chừng bàn tay ngồi trên bả vai ông ta, con thú này toàn thân đen nhánh, đầu mọc hai cái sừng, có con ngươi màu đỏ. Tử vong đại đế nhìn Diệp Liên, cười khẽ, ngươi xuất sắc hơn thiên tổ của mình. Diệp Liên nhìn tử vong đại đế, ai giải phong ấn cho ông? Tử vong đại đế cười nói, không thể là ta tự phá nó à? Không đúng, bây giờ cũng không coi là phá giải, chỉ có thể nói là không có nhiều hạn chế như trước đây. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Liên, khi phong ấn thật sự được phá giải, có lẽ ngươi cũng không làm gì được ta. Diệp Liên chợt đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó, nàng híp mắt lại, ông dụ ta xuống giao chiến với phân thân này của mình là muốn lợi dụng lực lượng của ta làm suy yếu phong ấn ở nơi này. Tử vong đại đế cười nói, phải. Diệp Liên gật nhẹ đầu, thật là một kế hay đấy. Tử vong đại đế cười nói, hậu nhân Tu La tộc. Xem ra món nợ của ta và tiền bối của ngươi chỉ có thể tính với ngươi thôi. Diệp Liên nhìn tử vong đại đế, xin kính cẩn chờ đợi. Tử vong đại đế cười ha hả, ông ta đột nhiên như phát hiện điều gì, nhìn về phía Diệp Huyên đang đứng, khi thấy Diệp Huyên, ông ta cười nói, ta từng nghe đến ngươi. Từng nghe đến mình. Diệp Huyên không ẩn náu nữa, hắn đi ra, nhìn tử vong đại đế, ta có tiếng tam thế à? Tử vong đại đế cười đáp, nghe nói ngọn tháp của tiên tri trước đây đang ở trên người ngươi. Diệp Huyên sa sầm mặt, thì ra ông ta có ý đồ này. Tử vong đại đế chợt cười nói, mong cầu tạm thời giữ thay ta, đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ tự mình đến lấy. Nói xong, thân thể ông ta dần mờ đi. Diệp Huyên cất tiếng hỏi, năm đó vì sao tiên tri không giết ông? Tiên tri? Tử vong đại đế hơi ngẩn người. Sau đó lắc đầu cười, vấn đề này ngươi hỏi hay lắm, năm đó tiên tri thật sự có thực lực giết ta, hắn cũng là người duy nhất có thực lực có thể hoàn toàn tiêu diệt ta, đáng tiếc là hắn lại không làm thế. Diệp Huyên lại hỏi, tại sao? Tử vong đại đế cười nói, vì mọi chuyện đều có nguyên nhân, vì sao nơi này lại trở thành địa ngục, tại sao lại có vô số oan hồn? Đây là tội nghiệp Tu La Quốc gây ra năm đó. Năm đó Tu La Quốc gây nghiệp không ít, ha ha. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn thì hỏi người bên cạnh mình ấy. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Liên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng dẫn Diệp Huyên biến mất. Sau khi quay về Tu La Điện, Diệp Liên bảo tất cả thị vệ lui xuống. Diệp Liên nhìn về phía Diệp Huyên, nơi này là một chiến trường, nhưng cũng là nơi thí nghiệm của Tu La Quốc năm đó. Diệp Huyên hỏi, thí nghiệm cái gì? Diệp Liên trầm giọng nói, năm đó quốc chủ Tu La Quốc vì tu luyện một công pháp tà ác mà sử dụng người sống làm vật tế,
giết chết gần cả triệu người ở nơi này, sau khi chết những người nó có oán khí rất kinh khủng, cho nên hình thành một vùng âm linh chi địa. Tử vong đại đế này vốn là một người dân bình thường ở Tu La Quốc, sau khi chết, không biết ông ta nhận được kỳ ngộ gì mà luyện chế nơi này thành địa ngục nằm trong sự khống chế của mình. Năm đó Tu La Quốc vì trấn áp nơi này mà bỏ ra lực lượng của cả nước, còn nhờ một vài tông môn lớn mạnh khi đó giúp đỡ mới phong ấn được vị tử vong đại đế này, nhưng người này đã luyện thành linh hồn bất tử bất diệt, hoàn toàn không thể giết chết. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi mới nói tiếp, quốc chủ Tu La Quốc đời trước từng mời tiên tri đến nơi này, hy vọng tiên tri có thể nể tình vô số dân chúng mà giải quyết triệt để tử vong đại đế này, nhưng tiên tri lại từ chối. Ông ấy nói oan hồn nơi này vốn không có lỗi, là Tu La Quốc có lỗi trước, nếu ông ấy còn ra tay sẽ khiến oan hồn ác quỷ nơi này hoàn toàn biến mất, như thế là vô nhân đạo. Cho nên ông ấy từ chối tiêu diệt triệt để nơi này. Diệp Huyên im lặng. Đúng như tiên tri nói, oan hồn ác quỷ nơi này thật sự không có lỗi. Tu La Quốc mới là bên sai. Lúc này, Diệp Liên lại nói, nhưng năm đó tiên tri cũng biết nếu để oan hồn nơi này ra ngoài, chắc chắn nhân gian sẽ bị tàn sát, đặc biệt là tử vong đại đế kia, người này rất có dã tâm, nếu ra khỏi đây, thế gian chắc chắn gặp họa lớn. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy vì sao tiên tri không giết chết tử vong đại đế này luôn? Diệp Liên hờ hững đáp, vì năm đó khi ở trước mặt tiên tri, tử vong đại đế này ngoan giống như mèo vậy, hơn nữa ông ta vốn là người bị hại, vì thế tiên tri vẫn không nhẫn tâm giết chết ông ta. Đương nhiên tiên tri cũng không định mặc kệ, ông ấy nói sau khi trở về sẽ nghiên cứu, sau đó đến siêu độ oan hồn ác quỷ ở nơi này, để linh hồn của bọn họ được tinh lọc, có thể đầu thai sống lại cũng coi như một kết quả tốt cho bọn họ. Nhưng sau khi rời đi ông ấy liền bật vô âm tín. Sau đó chúng ta mới biết ông ấy mất tích rồi. Diệp Huyên hỏi, cô từng đi tìm ông ấy, đúng không? Diệp Liên gật đầu, nhưng không tìm thấy. Diệp Huyên lại hỏi, vậy sao cô lại xuất hiện ở Tứ Duy? Còn nữa, sao lại trở thành muội muội của ta? Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Liên im lặng. Diệp Huyên hỏi, không thể nói à? Diệp Liên lắc đầu, ta là nữ đế Tu La, nhưng cũng là Diệp Liên, đây đều là ta. Sở dĩ xuất hiện ở Tứ Duy là vì ta sử dụng bí pháp của Tu La tộc, tiến hành luân hồi lần theo dấu vết, nhưng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở vũ trụ Tứ Duy, mà sau khi xuất hiện ở vũ trụ Tứ Duy, việc ta trở thành muội muội của ngươi là sự thật. Thể chất của ta không tốt cũng là vì sử dụng bí pháp, hậu di chứng của bí pháp khiến ta có một khoảng thời gian suy yếu. Nghe vậy, Diệp Huyên cười. Hắn đã có được đáp án rồi. Diệp Liên là nữ đế Tu La, nhưng cũng là muội muội của hắn, đây là sự thật. Diệp Liên nhẹ giọng nói, điều ta vẫn luôn không hiểu vì sao người ta tìm kiếm là tiên tri, nhưng lại đến bên cạnh ngươi, còn trở thành muội muội của ngươi. Nói xong, nàng lắc đầu, như tiên tri từng nói, không ai có thể nói rõ hay biết trước được duyên phận. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện tốt. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, nhớ đến những chuyện trước đây, nàng gật đầu, không tính là một chuyện tệ. Nói xong, nàng nhìn về phía xa, nơi này vây khốn những oan hồn ác quỷ kia, nhưng cũng vây khốn Tu La tộc ta. Bây giờ tiên tri không có ở đây, ta đã không còn cách nào xử lý những oan hồn ác quỷ ở nơi này nữa, nếu bọn chúng cố chấp gây chuyện, ta cũng chỉ có thể dốc hết sức mình giết bọn chúng thôi. Diệp Huyên hỏi, không còn cách nào khác ư? Diệp Liên nhìn Diệp Huyên. Lúc đầu sở dĩ ta muốn lấy đi ngọn tháp của ngươi là vì nghĩ chắc hẳn trong thư phòng Vạn Duy có cách giải quyết chuyện này, vì tiên tri từng nói sẽ trở về nghiên cứu, cho nên ta muốn lấy được thứ này rồi đi đến thư phòng Vạn Duy xem thử. Diệp Huyên vội gọi Liên Thiển, Liên Thiển cô ngương, cô có biết không? Liên Thiển ngẫm nghĩ, sau đó nói ta cũng có biết chút chút về chuyện này, sau khi về chủ nhân thật sự có nghiên cứu nên siêu độ những oan hồn ác quỷ kia như thế nào. Nhưng sau đó chủ nhân lại biến mất, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc ngài ấy có nghiên cứu ra được không. Đương nhiên nếu ngài ấy đã nghiên cứu ra được thì phương pháp chắc chắn nằm ở trong thư phòng. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy chúng ta đến thư phòng Vạn Duy ngay đi. Liên Thiển lạnh nhạt nói, ngươi tưởng dễ dàng như thế à? Diệp Huyên nói, ta có chìa khóa. Liên Thiển lại hỏi, thư viện Vạn Duy sẽ cho ngươi mở à? Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Liên, muội muội ta đánh chết bọn họ. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, hơi nhếch miệng,
nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Liên Thiển lắc đầu, nếu là nữ đế ra tay, thư viện Vạn Duy sẽ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là cho nữ đế lấy được thư phòng Vạn Duy, nhưng ngươi cảm thấy có thể sao? Mà lựa chọn thứ hai của bọn họ chính là khởi động trận pháp của thư viện Vạn Duy. Chém người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên im lặng, hắn từng nghe Liên Thiển nói đến trận pháp này. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, muội có thể chống lại trận pháp đó không? Diệp Liên còn chưa nói gì, Liên Thiển đã cất lời, dù nữ đế có thể chống lại trận pháp này, nhưng chắc chắn nàng cũng sẽ bị thương rất nặng, mà một khi nữ đế bị thương thì ai sẽ trấn thủ tu la địa ngục này đây? Hơn nữa khi đó chắc chắn sẽ có cao thủ khác ra tay. Nói cách khác nữ đế ra tay, rất có thể sẽ trở thành đá lót đường cho người khác. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Liên, lúc đầu nữ đế không ra tay với thư viện Vạn Duy chắc là vì kiêng dè điều này. Diệp Liên gật đầu, có không ít người ngấp nghé thư phòng kia. Liên Thiển gật đầu, ngoài trận pháp này, thư viện Vạn Duy còn có một lá bài tẩy, đó chính là nữ phu tử, một ngày người này không chết, thư viện sẽ mãi mãi bất diệt. Khi có ai muốn thật sự tiêu diệt thư viện Vạn Duy, chắc chắn người này sẽ xuất hiện, nói cách khác không chỉ cần đối phó với trận pháp này mà còn phải đối phó với nữ phu tử nữa. Cho nên đến tận bây giờ, vẫn không có ai dám ra tay với thư viện Vạn Duy. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đây cũng là lý do vì sao ngươi có thể sống yên ổn đến tận bây giờ. Vì nhiều người đều biết dù bọn họ lấy được tháp giới ngục cũng vô dụng. Vì bọn họ không có cách mở được thư phòng của thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên im lặng một lát rồi cười nói, thật ra nếu nói thế, người thật sự gặp nguy hiểm không phải ta mà chính là thư viện Vạn Duy, đúng không? Liên Thiển gật đầu, phải. Có thể nói bây giờ rất nhiều người ở vũ trụ ngũ Duy đều muốn tiêu diệt thư viện Vạn Duy. Nhưng không ai dám ra tay trước. Sau đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đều chỉ đợi ngươi ra tay. Nghe thấy lời của Liên Thiển. Diệp Huyên đã hiểu. Bây giờ tất cả mọi người đều hy vọng hắn đến Thư viện Vạn Duy liều mạng, tốt nhất là có thể ép Thư viện Vạn Duy sử dụng lá bài tẩy, như vậy, những người đó sẽ có thể tới tranh giành lợi ích. Đúng là gian trá. Diệp Huyên lắc đầu. Lúc này, Liên Thiển lại nói, bây giờ các ngươi không thể ra tay, bọn họ không vội, các ngươi càng không thể vội, phải bình tĩnh. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng có một vấn đề. Đó là tử vong đại đế bên dưới kia. Diệp Liên ngắt lời hắn, tạm thời ông ta không thể ra ngoài được. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, thời gian. Diệp Liên đáp, ta có thể cảm nhận được phong ấn bên dưới vẫn chưa hoàn toàn biết mất, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 3 tháng nữa. Diệp Huyên lại hỏi, muội đánh thắng ông ta không? Diệp Liên đáp, đánh mới biết được. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Diệp Liên lại nhẹ giọng nói, đừng quá lo lắng. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Diệp Liên quan sát Diệp Huyên một hồi rồi nói, ngươi cần nâng cao thực lực. Diệp Huyên nói, ta biết. Nâng cao thực lực, bây giờ có thể nói là hắn đã đụng phải bình cảnh, dù là kiếm đạo hay cảnh giới cũng thế, muốn tăng cấp lần nữa thật sự vô cùng khó khăn. Lúc này, Diệp Liên chợt nói, ta phải bế quan một khoảng thời gian này, ngươi cố hết sức đừng rời khỏi đây. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, muội phải bế quan. Diệp Liên gật đầu, đừng tùy tiện rời khỏi đây. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Liên không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, đại tỷ người đâu? Hắn nhớ Viêm Già và A Việt đã đi tìm đại tỷ mà bọn họ nói, nhưng bây giờ vẫn không có chút tung tích. Liên Thiển đáp, ta cũng không nhận được tin tức của các nàng. Nhưng nếu đại tỷ nói muốn gặp ngươi thì chắc chắn tỷ ấy sẽ đến tìm ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, đại tỷ của ngươi mạnh lắm sao? Liên Thiển gật đầu, mạnh, không chênh lệch với Trương Văn Tú kia là bao. Đương nhiên chúng ta mạnh nhất là khi tất cả đạo tắc tập trung lại với nhau, sau đó phối hợp với tháp. Lúc đầu chúng ta đã làm như thế mới có thể chạy trốn khỏi ngũ duy này. Tất cả đạo tắc tề tụ. Diệp Huyên gật đầu. Hy vọng các nàng sớm tìm đến ta. Liên Thiển trầm giọng nói, bây giờ ngươi cần phải làm hai chuyện, thứ nhất là nâng cao thực lực của mình, thứ hai là xem có thể liên lạc với cô gái váy trắng không. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng muốn tìm cô gái váy trắng, có nàng, tử vong đại đế kia có là cái gì đâu chứ.
nhưng hắn cũng không biết cô gái váy trắng ở đâu mà. Liên Thiển lại nói, nếu không có cách nào liên lạc với cô gái váy trắng, vậy ngươi chỉ có một con đường chính là nâng cao thực lực của mình. Còn một chuyện nữa, ngươi đừng quên phù văn đạo của mình, nếu ngươi có thể vẽ ra bùa bảy sắc hoàn mỹ cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng phù tiểu thiên của phù văn tông năm đó đã đứng trên đỉnh cao của thiên hạ nhờ vào bùa trong tay mình đấy. Diệp Huyên thắc mắc, bùa bảy sắc thật sự mạnh lắm à? Liên Thiển nói, bùa bảy sắc trong tay ngươi vẫn chưa phải bùa bảy sắc hoàn mỹ, hơn nữa vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực thật sự của nó. Nếu ngươi có thể phát huy ra uy lực của nó một cách hoàn mỹ thì chắc chắn có thể dựa vào nó đấu với cao thủ như Liễu Sĩ Địch. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta về Phù Văn Tông một chuyến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tại một gian đại điện trong một cổ thành màu đen ở sâu trong địa ngục, giữa đại điện có một cái quan tài, trong quan tài chính là tử vong đại đế kia. Có một cô gái đứng cách quan tài không xa. Cô gái mặc váy dài màu đỏ, mái tóc dài chấm đất, nàng ta đưa lưng về phía quan tài, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Một lát sau, tử vong đại đế trong quan tài chợt cất lời, nữ đế Tu La kia mạnh hơn quốc chủ Tu La đời trước. Cô gái hơi nhếch miệng, nở nụ cười khiến người ta sợ hãi, sao, sợ à? Tử vong đại đế cười, ngoài tiên tri năm đó, ta chưa từng sợ hãi một ai cả. Tiên tri? Cô gái im lặng một lát rồi cười khẽ. Nhẹ giọng nói, tiên tri, thật sự là một người rất ghê gớm. Tử vong đại đế hỏi, năm đó hắn tự tay trấn áp phệ linh tộc của cô không hận hắn sao? Cô gái cười khẽ, ngươi có hận hắn không? Tử vong đại đế im lặng một hồi rồi đáp, không hận. Cô gái cười hỏi, vì sao? Tử vong đại đế đáp, năm đó hắn hoàn toàn có thực lực tiêu diệt ta ở đây, nhưng hắn không làm, mà là nghĩ đủ mọi cách giúp đỡ chúng ta. Mà năm đó, ta cũng từng đảm bảo nếu hắn thật sự có thể giúp những oan hồn ác quỷ ở đây siêu độ, ta có thể buông bỏ tất cả thù hận, không làm hại thế gian. Đáng tiếc hắn một đi không trở lại, sau đó ta mới biết hắn mất tích rồi. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, người mạnh như hắn, không thể nào có người giết hắn được. Cô gái cười, theo điều tra của chúng ta, có lẽ không phải hắn bị người ta giết chết, mà là hắn tự biến mất. Tử vong đại đế trầm giọng nói, có biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Cô gái lắc đầu, không biết, cũng không ai biết sau này hắn có còn xuất hiện nữa hay không. Tử vong đại đế hỏi, các ngươi muốn làm gì? Cô gái cười hỏi, ngươi đoán thử. Tử vong đại đế nói, dù tiên tri đã không còn ở đây, nhưng thế giới bên ngoài không yếu như các ngươi nghĩ đâu. Cô gái đột nhiên đếm ngón tay, để ta đếm xem, nữ đế Tu La, nữ phù tử. Ông già trông mộ kia, Lý Mộ Bạch, Nhân Gian Tuyết và Tàn Nữ đã biến mất rất lâu kia, có lẽ chỉ 6 người này có thể uy hiếp đến phệ linh tộc của ta thôi. Tử vong đại đế nói, sao, các ngươi có cách giải quyết 6 người này à? Cô gái cười, thực hiện từng bước một, chúng ta sẽ bắt đầu từ vị nữ đế của nơi này trước. Nói xong, nàng ta đi ra ngoài. Tử vong đại đế ở phía sau chợt cất lời, cẩn thận Diệp Huyên kia. Diệp Huyên. Cô gái đột nhiên nói, người chúng ta nên chú ý không phải hắn, mà là cô gái kiếm tu sau lưng hắn, đến nay chúng ta vẫn không rõ rốt cuộc người này mạnh đến mức nào. Tử vong đại đế hỏi, vì sao? Cô gái váy đỏ lạnh nhạt đáp, vì nàng ta giết ai cũng chỉ cần một kiếm. Tử vong đại đế lại hỏi, ở vũ trụ tứ duy sao? Cô gái váy đỏ lắc đầu, dù ở vũ trụ tứ duy, nhưng cũng không thể xem thường người này, tộc ta cực kỳ coi trọng cô gái này. Nhưng nàng ta không tới ngũ duy mà cứ đi lại khắp nơi trong vũ trụ tứ duy, cho nên cũng không có xung đột quá lớn với chúng ta, mà chúng ta cũng không định trêu vào người này. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, nhiều nhất 3 tháng, phong ấn của ngươi sẽ có thể hoàn toàn biến mất, đó cũng chính là ngày người quyết chiến với nữ đế Tu La, ngươi yên tâm, người của chúng ta sẽ giúp ngươi. Tử vong đại đế bật cười, ta có thể giết nàng ta. Cô gái váy đỏ hỏi, chắc chắn 10 phần không? Tử vong đại đế im lặng. Cô gái váy đỏ cười, chúng ta muốn chắc chắn 10 phần, không thể xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào cả. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Quan tài trong điện bắt đầu rung lên, mà xung quanh như có thứ gì đang dần biến mất vậy. Phù Văn Tông. Sau khi về đến Phù Văn Tông,
Diệp Huyên bắt đầu bế quan vẽ phù văn. Mục tiêu, bùa bảy sắc. Mấy trưởng lão và Thẩm Tinh Hà của Phù Văn Tông đều vây quanh bên cạnh Diệp Huyên để hướng dẫn hắn. Diệp Huyên bây giờ chính là hy vọng của Phù Văn Tông. Đây là việc trên dưới cả Phù Văn Tông đều công nhận. Vẽ bùa bảy sắc là một chuyện không hề đơn giản, vì phải khống chế lực lượng của bảy thuộc tính rồi dung nhập nó vào trong bùa, có thể nói là khó như lên trời, mà khi biết Diệp Huyên muốn vẽ bùa bảy sắc, cả Phù Văn Tông đều bắt đầu bổ sung kiến thức cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không bắt đầu ngay, mà đi học tập các loại kiến thức trước. Trong khoảng thời gian Diệp Huyên học tập, vũ trụ ngũ duy vô cùng yên tĩnh, thư viện vạn duy cũng không gây chuyện với Phù Văn Tông, mọi thứ như đều trở nên yên ả. Vũ trụ tứ duy. Lúc này trong điện chính của Thiên Giang Thành, Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đang bận rộn với đủ loại chính vụ, nhưng lần này không chỉ có hai người họ mà còn có mấy cô gái nữa, đều là người đáng tin cậy được bọn họ chọn lựa ra. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện, ông ta vừa xuất hiện, lập tức có rất nhiều cao thủ xuất hiện xung quanh. Lúc này, Khương Cửu phất tay, mấy cao thủ bắc cảnh kia lập tức lui xuống. Ông lão nhìn hai cô gái, cười khẽ, hai vị cô nương, tại hạ là trưởng lão Lý Kỳ của Phù Văn Tông, phụng mệnh tiểu sư tổ đến đón hai vị tới vũ trụ ngũ duy. Đi vũ trụ ngũ duy. Nghe vậy, hai cô gái đều sửng sốt. Lúc này, Khương Cửu nhìn Thượng quan Tiên Nhi, cười nói, ta đã nói hắn sẽ không quên chúng ta mà cô còn lo. Thượng quan Tiên Nhi đỏ mặt, vẫn là tiểu cửu hiểu hắn hơn. Khương Cửu lắc đầu cười khẽ, thật ra cô hiểu hắn là loại người gì hơn ta, chỉ là cô quá nôn nóng, không giữ được bình tĩnh. Thượng quan Tiên Nhi cười, đúng thật là gần đây hơi thất lễ. Khương Cửu nhìn về phía Lý Kỳ, Lý tiền bối, chúng ta phải xử lý một vài chuyện của Bắc Cảnh. Sẽ không quá lâu, chỉ 3 ngày thôi, được chứ? Lý Kỳ cười đáp, đương nhiên là được. Khương Cửu gật đầu, nàng ấy nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, triệu tập các thế lực lớn, bầu ra minh chủ một lần nữa. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, phải vứt bỏ nơi này sao? Khương Cửu cười, không phải vứt bỏ, mà là hai chúng ta phải giao việc cho người khác làm rồi. Hơn nữa nếu chúng ta cứ lo mãi, lâu rồi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, thế cũng đúng, nhưng ta vẫn hơi không nỡ buông bỏ nơi này. Khương Cửu nói, vậy cô ở lại đây nhé. Thượng quan Tiên Nhi vội lắc đầu, ta vẫn muốn đến ngũ duy xem thử, hơn nữa hắn bảo người đến đón chúng ta chắc chắn là có chuyện gì cần chúng ta làm. Hay, hai chúng ta đúng là công cụ miễn phí chạy bằng cơm mà. Khương Cửu cười nói, vậy thì đòi hắn chút lợi lộc đi. Thượng quan Tiên Nhi hơi nhếch môi, được. Hai cô gái bắt đầu bàn giao chuyện ở Bắc Cảnh, rất nhiều thế lực nghe hai cô gái muốn rời đi thì đều giữ lại, nhưng cũng chỉ là tượng trưng thôi. Vì rất nhiều người cũng hy vọng hai cô gái sẽ đi, hai cô gái không đi, bọn họ cũng không có cơ hội lên chức. Sau khi bàn giao chuyện ở Bắc Cảnh xong, hai cô gái đi theo Lý Kỳ đến vũ trụ ngũ duy. Để đảm bảo cho sự an toàn của hai người, Phù Văn Tông còn phái mười mấy cao thủ âm thầm hộ tống. Nhưng lúc bọn họ vừa rời khỏi tứ duy đến vũ trụ ngũ duy, một cô gái mặc váy đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Thấy cô gái này, sắc mặt Lý Kỳ thay đổi, các hạ là ai? Cô gái váy đỏ cười khẽ, nàng ta nhìn hai cô gái rồi nói, mời mọi người đến làm khách, không biết hai vị có thể nể mặt không? Khương Cửu nhìn cô gái váy đỏ, một lát sau, nàng ấy nhẹ giọng nói, được thôi, nhưng phải để bọn họ sống. Nói xong. Nàng im lặng một hồi rồi đổi lời, xin để bọn họ được sống. Cô gái váy đỏ hơi nhếch miệng, không được. Nói xong, nàng ta lập tức muốn ra tay, mà lúc này lại có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, những người này do ta bảo kê. Cô gái váy đỏ xoay người, nhìn thấy một cô gái đang cưỡi lợn từ từ di chuyển tới. Cô gái cưỡi một con lợn trắng nhỏ, con lợn rất trắng, rất béo, đi đường cũng không ngừng run run. Cô gái đeo một thanh đại đao trên vai, khóe miệng là nụ cười xấu xa, trông hơi bất cần đời. Khương Cửu và Thượng quan Tiên Nhi nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ khó hiểu, rõ ràng là không nhận ra thiếu nữ cưỡi lợn này. Cô gái váy đỏ quan sát thiếu nữ cưỡi lợn, cười nói, xưng hô thế nào? Thiếu nữ cưỡi lợn nhếch miệng cười, cô đoán xem. Cô gái váy đỏ cười khẽ, cô đoán xem ta có đoán hay không?
Thiếu nữ cưỡi lợn cười nói, ta đoán cô sẽ không đoán. Dứt lời, nàng ấy chợt xông lên. Chém một đao tới. Cô gái váy đỏ đứng yên tại chỗ, nét mặt bình tĩnh, nàng ta mở lòng bàn tay, một tia u quang bay ra từ trong lòng bàn tay của nàng ta. Tia u quang kia thoáng chốc vỡ vụn, đao vẫn chém xuống, cô gái váy đỏ cũng đã xuất hiện ở chỗ cách đó mấy trăm trượng. Lúc này, thiếu nữ cưỡi lợn đột nhiên vung đao lên tiếp. Xoẹt! Tiếng xé rách bất chợt vang lên. Cô gái váy đó ở phía xa chắp hai tay lại, sau đó nhẹ nhàng kéo sang hai bên, một tấm chắn u quang lập tức xuất hiện trước mặt nàng ta, lúc này, đao đã tới. Tấm chắn u quang lập tức nứt ra, nhưng cô gái váy đỏ đã lùi xa mười mấy trượng. Thiếu nữ cưỡi lợn phất tay phải, thanh đại đao bay về lại trong tay nàng ấy, cô gái váy đỏ nhìn chằm chằm nàng ấy, rốt cuộc cô là ai? Thiếu nữ cưỡi lợn nhếch miệng cười, cô đoán lại lần nữa đi. Cô gái váy đỏ cười khẽ, xem ra vũ trụ tứ duy nho nhỏ này đúng là đầm rồng hang hổ. Thú vị đấy. Dứt lời, nàng ta đã biến mất. Khương Cửu nhìn thiếu nữ cưỡi lợn, tiền bối là. Thiếu nữ cưỡi lợn cười nói, mau đi đi. Nói xong, nàng ấy cưỡi con lợn nhỏ của mình chậm rãi đi về phía xa, vừa đi vừa hát, đại tỷ gọi ta đi tuần núi. Khương Cửu ở vị trí ban đầu im lặng một lát rồi nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Phù Văn Tông. Khoảng thời gian này, Diệp Huyên cũng đang không ngừng học tập đủ loại kiến thức, mà Phù Văn Tông cũng có thể nói là dốc hết toàn lực của tông môn vì hắn. Sau khoảng một tháng học tập, Diệp Huyên mới bắt đầu vẽ bùa. Thật ra vẽ bùa, đặc biệt là bùa bảy sắc cần rất nhiều trang bị công cụ, nhưng Diệp Huyên cũng không cần lo lắng về những điều này, vì Phù Văn Tông đã chuẩn bị đầy đủ cho hắn rồi. Ngoài ra, lúc vẽ bùa bảy sắc, bên cạnh hắn còn có 6 đại sư Phù Văn hàng đầu hướng dẫn. Đương nhiên có thể thành công hay không vẫn phải dựa vào bản thân hắn. Lúc đầu đều thất bại. Vì muốn dung hợp 7 loại lực lượng lại với nhau thật sự quá khó khăn. Nhưng Diệp Huyên cũng không từ bỏ. Khoảng một tháng sau, Diệp Huyên đột nhiên rời khỏi đại điện, lúc này Thẩm Tinh Hà đi tới bên cạnh hắn, cười nói tiểu sư tổ, đừng nản lòng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta không nản lòng, chỉ là sau khi thất bại quá nhiều, ta cảm thấy trong lòng hơi nóng nảy thôi. Thẩm Tinh Hà cười ha ha, cậu đã rất bình tĩnh rồi. Năm đó ta cũng gặp tình cảnh tương tự, lúc đó ta mới thật sự là nóng nảy, sau đó ta bị sư phụ cấm bế quan chừng nửa năm. Diệp Huyên cười khổ, bùa bảy sắc này thật sự quá khó vẽ ra. Không thể có chút sai sót nào cả. Thẩm Tinh Hà cười nói, bình thường. Nếu bùa bảy sắc dễ vẽ như vậy thì Phù Văn Tông đã sớm xưng bá vũ trụ ngũ duy rồi. Nói xong, ông ta vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên, đừng nhụt chí, thất bại không đáng sợ, sợ thất bại mới đáng sợ. Diệp Huyên cười, ta không sợ thất bại, chỉ hơi bực bội nên muốn giải sầu một chút thôi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, được, đợi khi nào cậu cảm thấy có thể thì chúng ta lại bắt đầu. Diệp Huyên gật đầu, sau khi nói chuyện với Thẩm Tinh Hà một lát, hắn rời khỏi điện Phù Văn, đi tới một tòa biệt uyển, vừa đến đã thấy hai cô gái đi ra, chính là Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyên cười hỏi, sao, đã quen rồi chứ? Khương Cửu gật đầu, không quen cũng phải chịu thôi, không phải sao? Diệp Huyên cười ha ha. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi chợt cất lời, quốc chủ, ngài bảo chúng ta đến đây chắc là có mục đích gì khác, đúng không? Diệp Huyên trợn mắt. Không thể là nhớ các cô à. Thượng Quan Tiên Nhi hơi sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, nhớ gì chúng ta chứ? Diệp Huyên cười, muốn gặp các cô đấy. Khương Cửu nói, đừng đùa nữa, nói chính sự đi. Diệp Huyên lắc đầu, thật sự không có chuyện gì cả, chỉ là ta đã đồng ý đưa các cô đến ngắm nhìn vũ trụ ngũ duy, chỉ đơn giản như thế thôi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, chỉ thế thôi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Khương Cửu yên lặng một lát thì nói, nhưng ta cảm thấy hai chúng ta vẫn nên tìm chuyện gì đó để làm. Diệp Huyên cười, cái này ta cũng không phản đối, nhưng khoảng thời gian này các cô phải hạn chế ra khỏi Phù Văn Tông. Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi có điều tra ra lai lịch của cô gái váy đỏ chúng ta nói với ngươi lúc trước chưa? Diệp Huyên lắc đầu, ta đã bảo thẩm lão hỗ trợ điều tra rồi, nhưng không có chút manh mối nào cả.
Còn cả thiếu nữ cưỡi lợn kia nữa, cũng không tìm thấy tin tức về nàng ấy. Khương Cửu nhíu mày, rốt cuộc là ai muốn ra tay với hai người chúng ta chứ? Có phải là thư viện Vạn Duy không? Diệp Huyên lắc đầu, có lẽ không phải đâu. Lấy hiểu biết của hắn với Trương Văn Tú, có lẽ nữ nhân này sẽ không sử dụng cách này để đối phó với hắn, vì nàng ta rất kiêu ngạo. Nếu đối phương thật sự muốn đối phó với hắn sẽ đi tới Phủ Văn Tông luôn, chứ không phải sử dụng cách này. Mà nếu không phải thư viện Vạn Duy thì có thể là ai đây? Chẳng lẽ là thế lực khác? Diệp Huyên dần xa sầm mặt. Lúc này, Khương Cửu lại nói, chuyện này cứ từ từ, ta cảm thấy chuyện cấp bách của chúng ta bây giờ là thực lực của ngươi. Bây giờ thực lực của ngươi vẫn chưa thể tự vệ ở Ngũ Duy này, ngươi phải cố hết sức nâng cao thực lực của mình, nếu không e rằng Phù Văn Tông này sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi có liên lạc với cô gái váy trắng được không? Diệp Huyên cười lắc đầu, không, không biết nàng ở đâu, không có chút tung tích. Khương Cửu gật đầu, ngươi đi làm việc đi. Khoảng thời gian này ta và Tiên Nhi sẽ sử dụng tốc độ nhanh nhất để tìm hiểu vũ trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên nói, bây giờ ta cho các cô tự do, các cô muốn làm gì thì cứ làm. Nói xong, hắn đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho các nàng, trong này là mật tinh, tiền tệ của thế giới này, nếu không đủ, các cô lại đến tìm ta. Khương Cửu nhận lấy nhẫn chứa đồ, được. Diệp Huyên gật đầu, sau khi tán gẫu với hai cô gái một lát, hắn rời khỏi phòng, đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa. 2 tháng sau, tử vong đại đế kia sẽ thoát ra, khi đó, Diệp Liên sẽ phải có một trận đại chiến sinh tử với đối phương. Mà thực lực của hắn bây giờ vẫn không có cách nào giúp đỡ Diệp Liên. Một lát sau, Diệp Huyên hít sâu một hơi. Sau đó trở về phòng của mình. Tiếp tục vẽ bùa. Lần này hắn không lập tức động bút mà im lặng khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó mới chậm rãi động bút. Lúc trước, hắn hơi nóng lòng cầu thành, dục tốc bất đạt, càng muốn thành công lại càng dễ thất bại. Diệp Huyên bắt đầu vẽ từng chút một, mà lần này, xung quanh không có cao thủ của Phù Văn Tông. Lúc này, Diệp Huyên không còn nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa, không nghĩ đến Diệp Liên. Cũng không nghĩ đến thành công hay thất bại, chỉ bình tĩnh vẽ như thế. Khoảng một lúc lâu sau đó, lá bùa trước mặt Diệp Huyên chợt cháy lên. Thất bại rồi. Nhưng trên mặt Diệp Huyên lại mang theo nụ cười hưng phấn, hắn vội vàng lấy lá bùa thứ hai ra tiếp tục vẽ. Thất bại một lần khiến hắn tìm ra nguyên nhân tại sao lại thất bại. Diệp Huyên bắt đầu vẽ lá bùa thứ hai, lần này, hắn vẫn thất bại. Diệp Huyên không từ bỏ mà tiếp tục vẽ. Ngày càng có nhiều cao thủ của Phù Văn Tông tập trung trước phòng Diệp Huyên. Đứng đầu chính là Thẩm Tinh Hà và Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, không biết tình huống bên trong sao rồi. Lần này, bọn họ không dám làm phiền Diệp Huyên nữa. Lúc này, Lưu Ung chợt cất lời, có muốn giải tán tất cả mọi người không? Nếu tiểu sư tổ thành công chắc chắn sẽ khiến vũ trụ Ngũ Duy khiếp sợ. Khi đó sẽ có không ít phiền phức. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không cần như thế, vì hoàn toàn không thể giấu giếm, nếu đã thế không bằng chúng ta phách lối một chút vẫn hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu sư tổ có thể thành công. Lưu Ung gật đầu, có lẽ không có vấn đề gì đâu, thiên phú phù văn của tiểu sư tổ rất cao, hơn nữa còn có khí hỗn độn, cho nên. Lúc này, ông ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía phòng Diệp Huyên. Không biết trong phòng Diệp Huyên đã xuất hiện 7 ánh sáng với màu sắc khác nhau từ bao giờ. Thấy cảnh này, tất cả cao thủ của Phù Văn Tông đều ngây người. Sau đó, mọi người vô cùng mừng rỡ. Bùa 7 sắc. Lúc này, thân thể Thẩm Tinh Hà bắt đầu run rẩy. Đã bao nhiêu năm rồi? Từ sau sư tổ Phù Văn Tông thì không còn ai có thể vẽ ra bùa 7 sắc nữa, mà bây giờ, cuối cùng cũng có người có thể làm điều đó rồi. 7 tia sáng 7 màu nhanh chóng phóng lên tận trời cao. Lúc này, vô số thế lực, vô số cao thủ đều nhìn về phía Phù Văn Tông. Bùa 7 sắc. Phù Văn Tông có người vẽ ra bùa 7 sắc. Vô số cao thủ tỏ vẻ khiếp sợ. Phù Văn Tông. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cửa phòng Diệp Huyên mở ra, Thẩm Tinh Hà vội đi tới trước mặt hắn, kích động hỏi, sao rồi? Diệp Huyên mở lòng bàn ta ra. Một lá bùa 7 màu xuất hiện, khi thấy lá bùa này,
Thẩm Tinh Hà run rẩy nói, bùa bảy sắc, thật sự là bùa bảy sắc, giỏi lắm. Các cao thủ Phù Văn Tông đang có mặt cũng súng lại. Thấy lá bùa bảy sắc trong tay Diệp Huyên, mọi người lập tức trở nên kích động. Bùa bảy sắc. Một khi Phù Văn Tông có người vẽ ra bùa bảy sắc, có thể nói, địa vị của Phù Văn Tông đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Đối với những thế lực đứng đầu kia, bùa cam vẫn không có uy hiếp quá lớn, nhưng bùa bảy sắc thì khác. Loại bùa này thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Có thể nói bây giờ chỉ có 6 cao thủ tuyệt thế có thể khiến Phù Văn Tông phải kiêng dè, ngoài ra, luyện khí tông hay trận tông gì đó đều phải đứng sang một bên. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở gần đó, ông lão nói, tông chủ luyện khí tông, trận tông, thanh quốc và các đại thế gia đến. Nói xong, ông ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, Trích Thiên Thành cũng phái người đến chúc mừng. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Trích Thiên Thành. Đến từ Trích Thiên Thành có Lý Mộ Bạch. Diệp Huyên cũng hơi ngạc nhiên, vì hắn không ngờ Trích Thiên Thành lại đến chúc mừng. Diệp Huyên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà cười khẽ nói, đừng ngạc nhiên, đây là chuyện bình thường thôi. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, vì một thần phù sư, dù là 6 cao thủ mạnh nhất cũng sẽ phải coi trọng. Tuy bây giờ thực lực của cậu vẫn không thể đấu với bọn họ, nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường cậu. Sức ảnh hưởng và thực lực của một thần phù sư luôn rất đáng sợ, cậu sẽ được trải nghiệm sớm thôi. Lưu Ung ở bên cạnh cũng gật đầu, đúng vậy. Là một thần phù sư, chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ có vô số bạn bè. Diệp Huyên cười, được ưa thích đến thế à? Lưu Ung cũng cười, là vô cùng được ưa thích, đặc biệt là khi cậu còn trẻ như thế, tiền đồ vô lượng. Tạm thời không nói đến những điều này, chúng ta đi gặp người khách đến từ Trích Tiên Thành này thôi, không thể thất lễ với nơi này được. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong. Ba người đi về phía điện tiếp khách của Phù Văn Tông. Ba người nhanh chóng đi tới điện tiếp khách, lúc này một thanh niên cười tiến lên, thanh niên nhìn Diệp Huyên cười nói, chắc hẳn vị này là Diệp huynh nhỉ. Diệp Huyên gật đầu, tại hạ Diệp Huyên, các hạ là. Thanh niên cười nói, Lý Tịch Quân. Giọng nói của Thẩm Tinh Hà đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, thiếu thành chủ của Trích Tiên Thành, Lý Mộ Bạch là thúc thúc của hắn. Diệp Huyên cười khẽ, thì ra là Lý huynh. Mời Lý huynh ngồi. Lý Tịch Quân cười nói, Diệp huynh, huynh là một người thoải mái, ta cũng không vòng vo với huynh nữa. Lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Có chuyện muốn nhờ. Diệp Huyên cười hỏi, không biết là chuyện gì. Lý Tịch Quân nghiêm mặt nói, muốn xin Diệp huynh một lá bùa bảy sắc. Diệp Huyên bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, không nói gì. Lý Tịch Quân lại nói, thật không dám giấu giếm, là thúc phục cần. Diệp Huyên cười khẽ, thì ra là Lý tiền bối cần. Lý Tịch Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười im lặng. Lý Tịch Quân lại nói, Diệp huynh. Diệp Huyên chợt ngắt lời y, xin lỗi Lý huynh, thật ngại quá, ta rất bận. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Tịch Quân dần biến mất. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng đứng dậy, Lý huynh, ta còn có việc, xin lỗi vì không thể tiếp được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp huynh. Lúc này, Lý Tịch Quân cười lặp lại lần nữa, là thúc phụ cần. Vẫn là câu nói đó, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác đi. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Lý Tịch Quân, cười nói, Lý huynh là đang uy hiếp ta sao? Lý Tịch Quân cười nói, đương nhiên không phải, có điều Diệp huynh à, thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù, huynh thấy đúng không? Diệp Huyên gật đầu, huynh nói rất có lý, nhưng Lý huynh. Có phải huynh cho rằng bùa bảy sắc rất dễ vẻ không? Lý Tịch Quân đang muốn đáp lời, Diệp Huyên lại nói, còn nữa Lý huynh phải hiểu một điều, huynh vẫn luôn nhấn mạnh thúc thúc của mình cần, thế nào, huynh cho rằng thúc phụ của mình cần bùa bảy sắc ta vẽ là vinh hạnh lớn lao của ta à? Lý Tịch Quân nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười, thúc phụ của các hạ là cao thủ đương thời, rất lợi hại, nhưng Diệp Huyên ta không định nịnh hót. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Ung, Lưu Lão, tiễn vị khách quý đến từ Trích Tiên Thành này giúp ta. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi. Thật ra hắn cũng muốn kết giao với Trích Tiên Thành, nhưng Lý Mộ Bạch này không hề có chút thành ý nào cả, cộng thêm thái độ của Lý Tịch Quân,
dù đối phương có vẻ cung kính, nhưng thật ra lại rất kiêu ngạo, cho là mình đến nhờ Diệp Huyên vẽ phù văn là vinh hạnh lớn lao của hắn. Hắn muốn kết bạn, nhưng hắn không muốn nịnh hót ai cả. Sau khi rời đi, Diệp Huyên trở về phòng mình, sau đó lấy lá bùa bảy sắc ra, đây là một lá bùa không gian, ẩn chứa lực lượng không gian mạnh mẽ, hắn cũng không biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên lại lấy lá bùa phá giới kia ra. Hai lá bùa đều là bùa bảy sắc. Lần trước hắn từng sử dụng bùa bảy sắc với Trần Nhất Mộng, mà lá bùa này đã chặn được một đao của Trần Nhất Mộng. Nhưng lúc đó hắn cũng không thể phát huy được uy lực chân chính của lá bùa phá giới này. Điều hắn muốn làm bây giờ là nghiên cứu cách phát huy ra uy lực của lá bùa này. Không chỉ phải biết vẽ, mà còn phải biết dùng bữa. Vì đã hiểu nguyên lý vẽ bùa, cho nên muốn phát huy ra uy lực của bùa cũng không khó. Khó là ở chỗ mất sức. Sử dụng loại bùa bảy sắc này tiêu tốn rất nhiều sức lực. Với thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ sử dụng bùa bảy sắc hai lần là đã mất hết hơi rồi. Vì vậy hắn muốn phát huy ra uy lực chân chính của bùa bảy sắc khi sử dụng nó. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu sử dụng hai lá bùa bảy sắc này như thế nào. Mà trong lúc đó, có vô số thế lực và tông môn đến Phù Văn Tông chúc mừng, có thể nói Phù Văn Tông gần đây luôn đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có người đến xin làm thông gia. Nhưng đều bị Thẩm Tinh Hà khéo léo từ chối. Ông ta biết bây giờ Phù Văn Tông còn có mấy cô gái đến từ vũ trụ tứ duy, mà hình như quan hệ giữa họ và Diệp Huyên cũng không tệ, không giống bạn bè bình thường lắm, ông ta cũng không muốn đốt nhà Diệp Huyên. Hơn nữa, ông ta không định nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyên. Dù ông ta là tông chủ của Phù Văn Tông, nhưng bàn về vai vế, Diệp Huyên còn ở trên cả ông ta, làm gì có vãn bối nào đi nhúng tay vào hôn sự của trưởng bối chứ. Hôm nay, Lý Tịch Quân lại đến Phù Văn Tông một lần nữa. Lần này người tiếp đãi hắn không phải Diệp Huyên, mà là Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn Lý Tịch Quân trước mặt, lạnh nhạt nói, Lý Công Tử vẫn đến vì bùa bảy sắc sao. Lý Tịch Quân cung kính thi lễ, Thẩm Tiền Bối, ngày đó ta đến nói chuyện có hơi bất kính, mong Thẩm Tiền Bối thứ lỗi. Trong mắt Thẩm Tinh Hà lộ vẻ ngạc nhiên, lần này sao tên này lại trở nên cung kính thế. Lúc này, Lý Tịch Quân lại nói, Thẩm Tiền Bối, vãn bối muốn gặp Diệp Huynh một lần. Thẩm Tinh Hà đang định đáp lời, Lý Tịch Quân lại cười khổ, vãn bối muốn nói xin lỗi Diệp Huynh, còn nữa, thúc phụ mời Diệp Huyên đến Trích Tiên Thành để gặp ngài. Thẩm Tinh Hà hơi ngạc nhiên, mời tiểu sư tổ đến Trích Tiên Thành. Lý Tịch Quân gật đầu, đúng vậy, thúc phụ chân thành mời Diệp Huynh đến Trích Tiên Thành gặp nhau. Thẩm Tinh Hà im lặng một lát rồi nói, đợi một lát. Nói xong, ông ta nhìn Lưu Ung ở bên cạnh, Lưu Ung gật đầu, lặng lẽ lui xuống. Một lát sau, Diệp Huyên và Lưu Ung tiến vào trong đại điện. Thấy Diệp Huyên, Lý Tịch Quân vội chắp tay, Diệp Huynh, ngày đó đã đắc tội nhiều, mong Diệp Huynh đại nhân không chấp tiểu nhân. Diệp Huyên cười nói, Lý Huynh nói gì thế, đều là chuyện nhỏ, ta đã quên từ lâu rồi. Lý Tịch Quân cười nói, thế thì tốt quá. Sau đó, y nghiêm mặt nói tiếp, Diệp Huynh, lần này ta phụng lệnh thúc phụ đến mới Diệp Huynh đến Trích Tiên Thành. Diệp Huyên hỏi, đến Trích Tiên Thành. Lý Tịch Quân gật đầu, thúc phụ vốn định tự mình đến đây, nhưng vì một vài lý do nên ngài ấy không muốn rời khỏi thành, vì thế chỉ có thể mời Diệp Huynh đến Trích Tiên Thành một chuyến. Diệp Huyên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà gật nhẹ đầu, đối phương đã mời. Chắc chắn không phải chuyện bình thường, ta đề nghị cậu vẫn nên đi một chuyến, nếu có thể để Lý Mộ Bạch này nợ cậu một ơn tình cũng rất có lợi với cậu. Diệp Huyên gật đầu, được. Thấy Diệp Huyên đồng ý, Lý Tịch Quân nhẹ nhõm hơn một chút, cười nói, Diệp Huynh, bây giờ lên đường luôn ạ. Diệp Huyên gật đầu, đi thôi. Lý Tịch Quân xoay người nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, hành lễ một cái, Thẩm lão tiền bối, nếu có thời gian rảnh xin mời đến Trích Tiên Thành làm khách. Thẩm Tinh Hà gật đầu, thay mặt lão phu gửi lời hỏi thăm Lý tiền bối. Lý Tịch Quân cười nói, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối. Cáo từ. Nói xong, y xoay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, mời. Diệp Huyên gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi Phù Văn Tông. Trong Vân Đoan, Lý Tịch Quân nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huynh,
từ lâu đã nghe danh thuật ngự kiếm của kiếm tu thiên hạ vô song, so tài một chút không? Diệp Huyên cười nói, được. Dứt lời, kiếm dưới chân hắn lập tức biến thành kiếm thiên chu. Lý Tịch Quân nhìn kiếm thiên chu dưới chân Diệp Huyên, cười nói, kiếm tốt. Nói xong, Lý Tịch Quân vung tay phải lên, một thanh trường đao xuất hiện dưới chân, y cười nói, bắt đầu. Dứt lời, y lập tức biến thành một hư ảnh biến mất ở cuối chân trời, gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Trong vân đoan, hai người bay ngang qua tầng mây, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Tốc độ của hai người không phân cao thấp. Lúc này, Lý Tịch Quân đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, ta đi trước một bước. Nói xong, tốc độ của y bỗng tăng lên gấp bội, chẳng mấy chốc đã bỏ Diệp Huyên lại phía sau. Diệp Huyên nhìn về phía xa, một khắc sau, không gian xung quanh hắn lập tức trở nên hư ảo. Đạo tắc không gian. Diệp Huyên ngự kiếm xuyên qua không gian, thực hiện bước nhảy không gian. Lý Tịch Quân đột nhiên dừng lại ở phía xa, không gian trước mặt y chợt nứt ra, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Lý Tịch Quân. Lý Tịch Quân nhìn hắn, cười nói, Diệp Huynh nhanh thật đấy. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, Lý Huynh, còn bao lâu nữa thì đến? Lý Tịch Quân đáp, còn nửa canh giờ nữa. Diệp Huyên gật đầu, hai người lại tăng tốc. Nửa giờ sau, Diệp Huyên đi theo Lý Tịch Quân tới được Trích Tiên Thành trong truyền thuyết. Trích Tiên Thành là một tòa thành rất bình thường, không nguy nga lộng lẫy, cũng không có tiên khí, bình thường đến không thể bình thường hơn. Lúc này, Lý Tịch Quân cười nói, có phải Diệp Huynh hơi bất ngờ không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là hơi bất ngờ. Lý Tịch Quân cười khẽ, Trích Tiên Thành được gọi là Trích Tiên là vì người ở đây, chứ không phải vì tòa thành này nổi tiếng là vì người. Diệp Huyên cười, Lý Tiền Bối. Lý Tịch Quân gật đầu, đúng là vì thúc phụ. Trong giọng nói tràn đầy tự hào. Diệp Huyên nhìn Lý Tịch Quân, cười nói, Lý Huynh, ta có lời này không biết có nên nói không? Lý Tịch Quân hơi ngẩn người, sau đó cười đáp, Diệp Huynh cứ nói. Diệp Huyên cười khẽ, Lý Huynh, vinh dự của đời trước không phải vinh dự của chúng ta có thể xem như vinh dự, nhưng không thể nghĩ vinh dự đó là của mình. Huynh có muốn người khác tôn trọng Huynh là vì thúc phụ của Huynh không? Nghe vậy, Lý Tịch Quân sửng sốt. Một lát sau, y rơi vào trầm tư. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì lúc này, một giọng nói vang lên từ trong thành, không hổ là người Phù Tiểu Thiên và tên mù Hạ Phong Khởi nhìn chúng, có ý chí vươn lên, rất tốt. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này, giọng nói kia lại vang một lần nữa, đi vào đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó được Lý Tịch Quân dẫn vào trong thành. Trích Tiên Thành. Không ngờ lại là một tòa thành trống không. Trên đường đi, ngoài Lý Tịch Quân, Diệp Huyên không thấy một ai cả. Mà đoạn đường này, Lý Tịch Quân chợt trở nên yên tĩnh. Khi dẫn Diệp Huyên tới một bờ sông, Lý Tịch Quân nhìn căn nhà nhỏ cạnh sông ở phía xa, Diệp Huynh, thúc phụ sống ở đó. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Tịch Quân. Cười nói, trước đó nói như thế cũng chỉ là thuận miệng thôi, Lý Huynh đừng để bụng. Lý Tịch Quân lắc đầu, hôm nay nghe một câu của Diệp Huynh còn hơn cả đọc sách 10 năm. Diệp Huynh, đa tạ. Diệp Huyên cười khẽ không nói gì, đi về phía căn nhà nhỏ phía xa. Lý Tịch Quân im lặng đứng tại chỗ. Mấy năm nay, y đi đến đâu, người khác cũng sẽ vô cùng cung kính y vì thúc phụ của y là Lý Mộ Bạch, là một trong 6 cao thủ đứng đầu vũ trụ này. Vì lý do này mà không ai dám không kính trọng y. Mà biết bao năm nay, y đã sắp xem những việc này là bình thường, thậm chí còn rất kiêu ngạo. Khi nãy nghe thấy lời của Diệp Huyên, y đột nhiên phát hiện mình có tư cách gì mà kiêu ngạo chứ. Người khác kính trọng y là vì thúc phụ, chứ không phải vì bản thân y. Lúc này, y đột nhiên thấy hiểu thái độ của thúc phụ với mình mấy năm gần đây. Là thất vọng. Mấy năm gần đây, thúc phụ ngày càng thất vọng về y. Y vẫn luôn không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng lúc này, y đã hiểu rồi. Nghĩ đến đây, Lý Tịch Quân cười khẽ, y nhìn bóng lưng Diệp Huyên ở phía xa, lặp lại lần nữa, Diệp Huynh, đa tạ. Diệp Huyên phất tay, chuyện nhỏ. Lý Tịch Quân cười một tiếng, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đã đi tới trước căn nhà nhỏ, cửa nhà đột nhiên mở, một người đàn ông trung niên đi ra.
người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng đơn giản, tay cầm một quyển sách cổ, giống như một vị thư sinh. Lý Mộ Bạch. Diệp Huyên chắp tay với Lý Mộ Bạch, Lý tiền bối. Lý Mộ Bạch cười khẽ, ta có chuyện cần nhờ cậu, đáng lẽ ta nên đến Phủ Văn Tông, nhưng vì một vài lý do nên ta không muốn rời khỏi đây, cho nên chỉ có thể nhờ cháu ta đến mời cậu. Diệp Huyên cười nói, không biết tiền bối tìm vãn bối đến là vì chuyện gì. Lý Mộ Bạch nói, hy vọng cậu vẽ cho ta một lá bùa bảy sắc. Diệp Huyên hỏi, bùa bảy sắc gì? Lý Mộ Bạch đáp, bùa hộ hồn. Diệp Huyên hơi nhíu mày, bùa hộ hồn. Lý Mộ Bạch gật đầu, bùa chuyên dùng để bảo vệ hồn phách. Diệp Huyên im lặng một lát rồi gật đầu, được. Lý Mộ Bạch cười nói, cậu không hỏi thù lao à? Diệp Huyên cười, nếu tiền bối đã hỏi đến thì ta cũng nói thẳng. Ta muốn tiền bối nợ ta một ân tình, đợi sau này khi ta gặp nạn sẽ nhờ đến tiền bối. Lý Mộ Bạch lắc đầu cười một tiếng, cậu rất thẳng thắn, nhưng ta thích tính cách này của cậu, không giả tạo, có sao nói vậy. Diệp Huyên nhìn một vùng xung quanh, sau đó nói, tiền bối, vậy vãn bối vẽ ở đây luôn được chứ? Lý Mộ Bạch gật đầu, được, sẽ không ai làm phiền cậu đâu, mà nếu cậu có cần gì cũng có thể nói với ta. Diệp Huyên cười, chỉ cần không để người khác làm phiền ta là được rồi. Lý Mộ Bạch cười khẽ, sẽ không có ai làm phiền cậu. Diệp Huyên gật đầu, hắn lấy một cái bàn ra đặt bên bờ sông, sau đó bắt đầu vẽ. Bùa chú bảo vệ linh hồn. Nếu là bùa khác thì hắn thật sự không tự tin lắm, ví dụ như vẽ bùa lửa thì nhất định phải tinh thông nguyên tố lửa, mà bây hắn chỉ tinh thông không gian và linh hồn mà thôi. Diệp Huyên bắt đầu vẽ. Dù đã thành công một lần, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, vô cùng cẩn thận, vì vẽ bùa bảy sắc không thể để có chút sơ suất nào được. Cứ thế khoảng 3 canh giờ sau, 7 tia sáng màu sắc rực rỡ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên rồi phóng lên tận trời cao. Lúc này, Lý Mộ Bạch xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một lá bùa bảy sắc xuất hiện trước mặt lão ta. Lý Mộ Bạch nhìn lá bùa trong tay hắn, gật nhẹ đầu, đa tạ. Diệp Huyên cười, tiền bối, bùa đã vẽ xong, vậy vãn bối cũng xin cáo từ đây. Nói xong, hắn chắp tay muốn rời đi. Mà lúc này, Lý Mộ Bạch đột nhiên gọi hắn lại, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Lý Mộ Bạch, tiền bối. Lý Mộ Bạch cười nói, cũng không thể để cậu bận rộn một trận không công được. Dứt lời, lão ta mở lòng bàn tay ra, một con dấu màu tím lớn bằng nắm đấm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tiền bối, đây là... Lý Mộ Bạch đáp, ấn hư linh, trong đó có hư linh chi lực, nếu cậu sử dụng ấn này, có thể mượn nó nâng cao một cảnh giới của mình lên. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó hơi kích động, đây là bảo vật tốt đấy. Hắn đã sửa xong thư giới, sau này dùng thư giới trấn áp cảnh giới của người khác, sau đó dùng ấn hư linh nâng cao cảnh giới của mình, vậy chẳng phải quá sướng luôn sao một. Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, nhưng suy cho cùng thứ này cũng là ngoại vật, vì vậy cảnh giới do cậu nâng lên vẫn có chênh lệch với cao thủ chân chính. Hơn nữa thứ này sử dụng rất mất sức, lúc dùng nó phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, bùa bảy sắc này của cậu quý giá hơn thứ này của ta nhiều vậy, ta vẫn thiếu cậu một ơn tình, nhưng ta không thể rời khỏi thành, ngoài việc này, chỉ cần trong khả năng cho phép, ta đều sẽ không từ chối. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, đa tạ. Lý Mộ Bạch cười khẽ, còn một chuyện nữa có thể có liên quan với cậu. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện gì? Lý Mộ Bạch nhìn Diệp Huyên, chính là Tu La địa ngục kia, theo ta biết, dường như quan hệ giữa cậu và nữ đế Tu La cũng không đơn giản. Diệp Huyên cười, ta là ca ca của nàng. Lý Mộ Bạch hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, thú vị thật. Diệp Huyên hỏi, tiền bối không tin à? Lý Mộ Bạch lắc đầu, ta tin. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, ngày đó ta cảm nhận được hơi thở của vị tử vong đại đế kia, chắc hẳn phong ấn của hắn sắp được giải trừ. Mà hắn tuyệt đối không thể tự giải trừ phong ấn kia, vì thế nếu đoán không nhầm, chắc chắn là có người âm thầm giúp đỡ hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý tiền bối là có người âm thầm sắp đặt tất cả những chuyện này. Lý Mộ Bạch gật đầu, có lẽ thế, hơn nữa còn không phải một thế lực nhỏ. Mà một khi tử vong đại đế này xuất thế,
chắc chắn hắn sẽ giao thủ với nữ đế Tu La. Nữ đế Tu La thực lực mạnh mẽ, dù là tử vong đại đế cũng khó giết chết nàng, nhưng nếu có người khác nhúng tay vào thì khó đoán lắm. Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này, Diệp Liên đấu tay đôi với tử vong đại đế chắc chắn sẽ không thua, nhưng nếu có người khác giúp đỡ tử vong đại đế thì sao? Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, còn nữa, ngọn tháp trên người cậu là chìa khóa đến thư phòng Vạn Duy, người muốn có nó cũng không ít, nhưng bây giờ rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát, cậu phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ lời nhắc nhở của tiền bối. Lý Mộ Bạch cười nói, bảo trọng. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ một lát rồi cũng biến mất ở cuối chân trời. Lý Mộ Bạch đứng trước căn nhà ở phía xa nhìn tia kiếm quang nơi chân trời, nhẹ giọng nói, e rằng thế gian này sẽ không còn thái bình như thế nữa. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Trích Tiên Thành, hắn cũng không trở về Phù Văn Tông mà đi tới Thư viện Vạn Duy. Thấy Diệp Huyên đến, vô số cao thủ của Thư viện Vạn Duy lập tức bao vây lấy hắn. Lúc này, Lâm Tiếu Thư xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, người đến làm gì? Diệp Huyên đáp, ta muốn gặp Trương Văn Tú. Lâm Tiếu Thư khẽ nhíu mày, đang định nói chuyện thì có một giọng nói vang lên từ thư viện bên dưới, cho hắn vào. Lâm Tiếu Thư vung tay lên, cao thủ của thư viện ở xung quanh lập tức giải tán. Lâm Tiếu Thư nhìn Diệp Huyên, đang muốn lên tiếng, mà Diệp Huyên lại chẳng thèm để tâm đến ông ta, lập tức biến mất. Lâm Tiếu Thư xoay người nhìn xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Bên dưới, Diệp Huyên đi tới một trạch viện, Trương Văn Tú đang quét sân bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt, cô gái này quét sân à? Lúc này, Trương Văn Tú ném chổi trong tay xuống một bên, vung tay lên, đống bụi dưới đất lập tức biến mất. Diệp Huyên! Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, sau đó cất lời, nghe nói người trở thành thần phù sư rồi. Diệp Huyên gật đầu, phải. Trương Văn Tú lại nói tiếp, xem ra người còn chưa đến mức vô dụng. Diệp Huyên cạn lời, sao người phụ nữ này lại độc mồm độc miệng thế? Không thể nói chuyện đàng hoàng à? Trương Văn Tú hỏi, nói đi, có chuyện gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, Tu La địa ngục. Trương Văn Tú xua tay, miễn bàn. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi, cô có ý gì? Trương Văn Tú nói với giọng điệu lạnh nhạt, người muốn bảo ta đến giúp nữ đế Tu La đối phó với tử vong đại đế đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là có suy nghĩ này. Trương Văn Tú cười nhạt, ta từng đồng ý sẽ ra tay vì ngươi hai lần, nhưng cũng không nói là liều mạng vì ngươi. Diệp Huyên hỏi, cô sợ tử vong đại đế à? Trương Văn Tú hờ hững đáp, đừng sử dụng phép khích tướng cấp thấp này với ta. Ta và đối phương không thù không oán. Tại sao phải đi ngăn cản đối phương xuất thế? Hơn nữa năm đó tử vong đại đế này cũng không có lỗi gì, lỗi là ở Tu La quốc kia, rảnh rỗi đi luyện cái tà công vớ vẩn gì đó, đúng là một kẻ não tán. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, nếu tử vong đại đế này xuất thế sẽ sinh linh đổ thán, cô. Trương Văn Tú hỏi ngược lại, có liên quan đến ta à? Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Lỡ như hắn tấn công thư viện Vạn Duy của các cô thì sao? Vẻ mặt Trương Văn Tú không chút cảm xúc, chỉ cần đầu óc của hắn không có vấn đề thì hắn sẽ không làm như thế. Ngoài Diệp Huyên ngươi, vẫn chưa có tên ngốc nào dám động vào thư viện Vạn Duy của ta cả. Ta nên để tâm đến người hơn mới đúng. Diệp Huyên! Trương Văn Tú lại nói, đây là chuyện của Tu La địa ngục, ta sẽ không nhúng ta vào, ngươi cũng đừng nói mấy chuyện nhảm nhí kia với ta, ta. Diệp Huyên ngắt lời nàng ta mở thư phòng Vạn Duy giúp cô. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Trương Văn Tú ngồi vắt chân đối diện Diệp Huyên, cười hỏi, giúp ta mở thư phòng Vạn Duy à? Diệp Huyên gật đầu, xem như trao đổi, được chứ? Nàng ta lắc đầu, Diệp Huyên ơi là Diệp Huyên, xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì mà hạ giọng, các người không dám mở thư phòng. Hắn đã hiểu ra, nếu năm ấy nữ phù tử và Trương Văn Tú cùng ra tay thì tháp giới ngục căn bản không có đường trốn. Nhưng vì sao bọn họ không làm vậy? Vì họ không dám. Sức hấp dẫn của thư viện Vạn Duy quá lớn, một khi mở ra thì sẽ thành cái đích của mọi sự chú ý. Không có tiên tri ở bên,
chỉ một mình nữ phu tử e rằng khó mà ra uy với toàn thể vũ trụ ngũ duy được. Như đọc được suy nghĩ của Diệp Huyên, Trương Văn Tú nói, nếu năm đó bà ấy mang theo thư viện thì đã có thể bảo vệ được thư phòng rồi. Nhưng sau khi thầy đi, bà không còn thiết tha với bất kỳ điều gì nữa. Mâu thuẫn lớn nhất xảy ra khi thư viện muốn độc chiếm thư phòng. Kể từ khi tiên sinh đi, nó đã không còn là thư viện mà bọn ta quen thuộc được. Nàng ta lắc đầu, ta đã nói với thầy là không thể làm theo cách của ông ấy được đâu mà. Diệp Huyên bỗng xen vào, không phải không thể làm, mà là vì ông ấy đã biến mất. Thấy Trương Văn Tú nhìn sang, hắn tiếp lời, ta tin rằng nếu ông ấy còn ở đây, thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, đúng chứ? Trương Văn Tú, ông ấy không thay đổi được lòng người. Nhưng có thể cảm hóa, giáo dục. Trương cô nương, cô nói xem trong thư viện có nhiều người tốt hay nhiều người xấu hơn. Đối phương im lặng. Có rất nhiều người thèm muốn thư phòng, nhưng cũng có rất nhiều người ra sức bảo vệ nó. Diệp Huyên, ông ấy không sai, chỉ sai ở chỗ biến mất. Trương Văn Tú nhìn hắn, sao hả? Hôm nay đến nói chuyện phải trái, tâm sự nhân sinh với ta à? Quấy rầy rồi. Diệp Huyên lắc đầu rồi xoay người đi. Mục đích hắn đến đây là để thuyết phục Trương Văn Tú có thể ra tay giúp đỡ, khi ấy phần thắng của Diệp Liên sẽ tăng lên, đáng tiếc hắn đã nhìn nhầm. Thư viện Vạn Duy căn bản không muốn mở thư phòng kia ra. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thực lực của họ vào lúc này không thể gánh vác được nó, chẳng khác gì dẫn lửa thiêu thân. Trương Văn Tú là người có cái nhìn rất rõ ràng. Nào ngờ, nàng ta bỗng cất tiếng, giao dịch không? Diệp Huyên dừng bước, quay lại nhìn, chỉ thấy nàng ta cười, ta có thể ra tay giúp nữ đế Tu La một lần, nhưng ta sẽ không dùng toàn lực, và một khi không thể ngăn cản, ta sẽ rời đi. Ta phải lấy gì để trao đổi? Diệp Huyên hỏi. Trương Văn Tú nhìn hắn, vẽ cho ta một bùa bảy sắc. Lại vẽ bùa. Diệp Huyên hạ giọng, thực lực của Văn Tú cô nương mà cũng cần lá bùa đó. Đối phương nhàn nhạt đáp, bởi vì thực lực của ngươi bây giờ chưa thể hoàn toàn phát huy uy lực của bùa bảy sắc mà thôi. Đợi hôm nào có cơ hội, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt một phen. Diệp Huyên cười, cô cần bùa thế nào? Trương Văn Tú cong cong ngón tay, một quyển sách sổ màu vàng bay đến trước mặt Diệp Huyên, lật đến trang cuối cùng. Diệp Huyên làm theo, thấy trên đó viết hai chữ giới hạn thật to. Hắn hỏi với vẻ hoài nghi, đây là bùa gì vậy? Trương Văn Tú nhàn nhạt đáp, một loại bùa sức mạnh có thể phá không gian duy độ. Không gian duy độ. Trương Văn Tú gật đầu, hắn lại hỏi, không gian duy độ 2 tầng. Nàng ta nhìn hắn, 3 tầng. Kinh khủng đến vậy sao? Diệp Huyên không khỏi kinh ngạc. Trương Văn Tú lại nói, đối với ta thì kinh khủng, với ngươi thì chỉ là một lá bùa tầm thường mà thôi. Chấm chấm chấm. Bên trong có ghi lại phương pháp, ngươi cứ làm theo là được, thế nào? Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn tất bật dọn một chiếc bàn gỗ và công cụ ra, bắt đầu vẽ bùa. Thật ra hắn không hiểu biết lắm về sức mạnh phá vỡ giới hạn này, nhưng cũng may trong quyển sách kia đã có ghi chép cặn kẽ cách vẽ bùa, hắn chỉ cần làm theo là được. Trương Văn Tú lặng lẽ nhìn hắn. Diệp Huyên quay sang hỏi, Trương cô nương. Nếu như là yêu nghiệt quá thì cô có tiêu diệt ta như Trần Thiên không? Đối phương hờ hững, đó là hành vi vô nghĩa. Diệp Huyên giơ ngón cái với nàng ta, ta thấy Trương cô nương khá tốt đấy. Bớt xàm ngôn, lo vẽ đi. Diệp Huyên cong môi cười cười, tiếp tục vẽ bùa. Sắc mặt hắn dần đanh lại theo từng nét bút, bởi vì uy lực của bùa giới hạn này có phần vượt khỏi dự đoán của hắn. Hàng tốt đây. Diệp Huyên trở nên hưng phấn. Tuy hắn đang vẽ bùa cho Trương Văn Tú nhưng cách vẽ đã được ghi tạc vào đầu, ngày sau chỉ cần thu thập đủ mật tinh thì muốn vẽ bao nhiêu cũng được. Chừng 2 giờ sau, một chùm sáng 7 sắc rực rỡ bỗng phóng lên từ thư viện. Trương Văn Tú xuất hiện, Diệp Huyên cong ngón tay, gọi tấm bùa giới hạn đến trước mặt nàng ta. Nàng ta ngắm nghía nó một phen rồi gật gù, tốt lắm. Đoạn nhìn Diệp Huyên, đi đi, ngày sau nếu bên kia có chuyện. Ta sẽ ra tay một lần. Diệp Huyên gật đầu rồi đưa quyển sách cổ sang, Văn Tú cô nương, vật này trả lại cho cô. Trương Văn Tú chỉ nhàn nhạt nói, người đã nhớ kỹ hết rồi, ta giữ lại làm gì nữa. Diệp Huyên vội cất sách vào áo,
ôm quyền với nàng ta, vậy thì cảm ơn cô nương nhiều lắm. Chúng ta sau này gặp lại. Vừa dứt lời, hắn đã cấp tốc biến mất ở chân trời. Lúc này, Lâm Tiếu Thư xuất hiện, hỏi Trương Văn Tú, vì sao? Trương Văn Tú cười cười nhìn ông ta, vậy ông cảm thấy ta nên làm thế nào? Lâm Tiếu Thư, lấy sức mạnh của cô, hoàn toàn có thể chém chết hắn. Trương Văn Tú cười nhạt, rồi sau đó thì sao? Giành lấy tháp giới ngục, mở thư phòng vạn duy kia. Lâm Tiếu Thư hạ giọng, chẳng lẽ không được? Trương Văn Tú bỗng cả giận gắt lên, trong đầu ngươi là óc heo à? Ngươi cho rằng người giữ mộ ở hư vô chi địa, tàn nữ và nhân gian tuyết chết hết rồi sao? Lâm Tiếu Thư hạ giọng, trừ nữ đế Tu La ra, không ai trong họ có động tĩnh gì cả. Trương Văn Tú cười khẩy, đó là vì họ đang chờ thời, chờ một người ra tay trước mà thôi. Nếu đó là chúng ta, bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta mở thư phòng vạn duy ra. Lâm Tiếu Thư cau mày, vì sao? Trương Văn Tú lạnh lùng nói, bởi vì tiên tri đã không còn ở đây nữa. Mấy lão bất tử đó đều đã đạt đến giới hạn của bản thân, để tiến thêm một bước chỉ còn cách dựa vào thư phòng vạn duy. Nhưng bọn họ thứ nhất là kiêng kỵ tiên tri, thứ nhì là e ngại đại trận của thư viện, thứ ba. Họ sợ chính mình sẽ thành đá lót đường cho kẻ khác. Nếu chúng ta kiên quyết lấy thư phòng, người dám cam đoan bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lâm Tiếu Thư gằn giọng, vật kia vốn là của thư viện chúng ta. Trương Văn Tú nhìn ông ta, nó không phải của thư viện, mà là của thầy. Nếu nó đã nhận Diệp Huyên làm chủ thì chính là của Diệp Huyên. Người đàn ông cau mày, Văn Tú, vì sao cô cứ khăng khăng muốn giúp đỡ người ngoài chứ? Trương Văn Tú lạnh nhạt đáp, nghiêm túc mà nói, hắn không phải người ngoài. Hắn đã được tòa tháp nhận làm chủ, theo một góc độ nào đó chính là người của thư viện ta. Ta có thể giết hắn, nhưng hậu quả về sau liệu ngươi có gánh nổi không? Nữ đế Tu La kia rõ ràng cũng đang bảo vệ hắn, ngươi dám đảm bảo nàng ta sẽ không đến làm loạn thư viện lên một khi chúng ta giết hắn không? Hay là khi ấy ngươi đứng ra ngăn cản xem? Lâm Tiếu Thư, chúng ta còn đại trận. Đồ ngu! Trương Văn Tú gầm lên, có đại trận ở đây nên không kẻ nào dám động vào thư viện. Nếu không có đại trận, thư viện Vạn Duy không trụ được một tháng. Ánh mắt lạnh lùng của nàng ta xoáy vào Lâm Tiếu Thư, dùng bộ óc heo của ngươi mà nghĩ đi, đừng có ngày nào cũng đọc sách, ngày nào cũng đòi báo thù. Lâm Tiếu Thư gằn giọng, hắn giết nhiều người của thư viện chúng ta như vậy. Thầy đã nói mọi chuyện đều có nhân quả, vì sao lại có chuyện này? Bởi vì các ngươi giết người trước, đó là nhân mà các ngươi tạo nên. Sao hả, có lợi cho mình thì nói phải trái, bất lợi thì dùng nắm đấm à? Mấy năm đọc sách của ngươi đổ cho chó ăn hết rồi hay gì? Sắc mặt Lâm Tiếu Thư xấu xí vô cùng. Trương Văn Tú vẫn chưa chịu bỏ qua, phẫn nộ chỉ vào ông ta, Lâm Tiếu Thư, đừng tưởng ta không biết ngươi đã đạt đến cực hạn, muốn dùng thư phòng để đột phá. Nhưng ta nói cho ngươi biết, việc này có liên quan đến sinh tử của thư viện Vạn Duy ta, ngươi còn dám đi gây rối cho Diệp Huyên thì ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Nhớ kỹ, thầy đã không còn. Thư viện Vạn Duy không phải là thế lực vô địch năm xưa nữa, không biết kín tiếng, không biết tự giữ thì chịu chết cả lũ đi. Lâm Tiếu Thư nín khe. Bỗng nhiên, Trương Văn Tú vung ra một cái tát. Lâm Tiếu Thư văng tít ra sân, vừa dừng lại đã bị Trương Văn Tú đuổi theo thộp lấy cổ họng, nếu không phải nể mặt thầy thì ta đã làm thịt ngươi rồi. Ta cảnh cáo lần cuối, Diệp Huyên kia là sao chổi tai họa, cấm đụng vào. Ngươi mà dám dụng. Ta sẽ giết ngươi. Nàng ta nói xong thì vung tay lên ném ông ta đi, lạnh lùng quắc mắt cút. Lâm Tiếu Thư im lặng lùi đi. Vào lúc này, một lão già xuất hiện trước Trương Văn Tú, thấp giọng thở dài. Văn Tú à, ta biết cô muốn tốt cho hắn, nhưng cách nói chuyện này. Nàng ta nhàn nhạt nói, nếu hắn không phải là học trò của thầy thì ta đã xử rồi, đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng. Sau một hồi do dự, lão già mới nói, liệu hắn có sinh lòng oán hận không? Hắn dám sao? Trương Văn Tú hỏi lại, Trần Thiên kia đang ở đâu? Đã đến vũ trụ tứ duy, dường như để tìm cô gái váy trắng đứng sau Diệp Huyên. Cô yên tâm, hành tung của hắn vẫn luôn nằm trong sự giám sát của chúng ta. Trương Văn Tú gật đầu, nếu dám làm bậy, trực tiếp giết. Lão già nhìn nàng ta, nhẹ giọng hỏi, chúng ta.
Trương Văn Tú, Diệp Huyên có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn. Thư viện ta nên âm thầm quan sát chứ không phải làm chim đầu đàn nhằm vào hắn. Hiện giờ chúng ta chỉ còn lại một con đường duy nhất, chờ đợi, lặng lẽ quan sát tình hình mà thôi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, khẽ thốt lên, thư viện ta đã không còn thực lực đứng trên quần hùng như năm ấy nữa, phải thay đổi tâm tính đi thôi. Nếu cứ một mực tự cao mù quáng thì ngày diệt vong đã không còn xa nữa đâu. Rời khỏi thư viện Vạn Duy rồi, Diệp Huyên không trở về Phù Văn Tông mà đi đến Tu La Địa Ngục. Tiếc rằng Diệp Liên vẫn chưa bế quan xong. Diệp Huyên tìm đến một đại điện trống trải rồi ngồi xuống, lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ bùa giới hạn. Hắn không vẽ cho mình mà là cho Diệp Liên, bởi nó sẽ phát huy uy lực hủy thiên diệt địa trong tay nàng. Đúng lúc ấy, Liên Thiển xuất hiện, người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này à? Cán bút dừng lại, Diệp Huyên cười, sao vậy? Nàng ta lắc đầu, chuyện này không phải thứ ngươi có thể can thiệp vào đâu. Thấy hắn không nói gì, Liên Thiển tiếp lời, ta thấy nó không đơn giản tẹo này. Thứ nhất, tử vong đại đế kia căn bản không thể tự giải phong ấn cho mình. Nói cách khác, ông ta đã được ai đó một người tuyệt đối phi thường giúp đỡ. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu Diệp Liên cũng không giải quyết được thì ngươi có tham gia cũng chỉ uổng công mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng ta vẫn phải làm hết sức. Liên Thiển nghe vậy thì thấp giọng thở dài, không khuyên can nữa. Nàng ta biết chỉ cần là chuyện liên quan đến Diệp Liên thì Diệp Huyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù cái giá phải trả là chết. Bỗng hắn lên tiếng, nhưng người cũng nhắc nhở ta một điều. Điều gì? Ta phải đi tìm thêm vài người đến giúp mới được. Liên Thiển gật đầu, ngươi là thần phù sư, nếu bằng lòng vẽ phù lục bảy màu cho người khác thì hẳn sẽ có cường giả đồng ý giúp đỡ. Nhưng chỉ có thể tìm trong 6 cường giả mạnh nhất thôi, người thường căn bản là vô ích. Diệp Huyên, trong 6 người đó, Lý Mộ Bạch không thể rời thành, bỏ qua, chỉ còn lại nữ phu tử, nhân gian tuyết, tàn nữ và người giữ mộ. Hắn nhìn sang Liên Thiển, trong 4 người này, ai dễ nói chuyện nhất? Liên Thiển, không ai cả. Chấm chấm chấm. Liên Thiển, tìm nhân gian tuyết đi. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Liên Thiển, năm ấy ta từng theo chủ nhân đến gặp người này, có duyên gặp gỡ, có lẽ sẽ có tác dụng. Diệp Huyên gật đầu, được, vậy chúng ta đi tìm nhân gian tuyết. Nói xong, hắn lại tập trung vào vẽ lá bùa giới hạn đến 3 giờ sau mới hoàn thành. Diệp Liên còn đang bế quan. Hắn không thể vào gặp, vì vậy đưa bùa cho A Thiên rồi lên đường đến Thương Khung Chi Địa nơi nhân gian tuyết đang cư trú. Trên đường ngự kiếm, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó mà hỏi, Liên Thiển cô nương này, trong 6 vị cường giả đó, ai là mạnh nhất? Liên Thiển đáp sau một hồi suy nghĩ, tại vũ trụ ngũ duy, bọn họ chỉ xếp ngay sau chủ nhân, trong đó ai mạnh hơn ai thì khó mà biết được, bởi họ chưa từng giao chiến với nhau. Nhưng ai trong họ cũng có thể tùy ý tiến vào không gian duy độ 3 tầng. Diệp Huyên, còn tiên tri năm ấy có thể vào không gian 4 tầng ư? Ta không biết. Câu trả lời của Liên Thiển khiến Diệp Huyên ngây người, sao người lại không biết? Liên Thiển, sức mạnh chân chính của chủ nhân năm ấy vẫn luôn là dấu chấm hỏi, bởi vì ngài rất ít khi ra tay, cho dù có thì cũng không dùng toàn lực, vì vậy không ai trong chúng ta biết ngài mạnh đến đâu. Tựa như cô gái váy trắng đứng sau ngươi vậy, ngươi có biết sức mạnh của nàng ta đạt đến mức nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Nàng ấy giết ai đều chỉ cần dùng một kiếm duy nhất, chưa từng phải ra kiếm thứ hai, vì vậy hắn cũng không biết thực lực của nàng đến đâu. Liên Thiển, thật ra nếu nàng ta và chủ nhân gặp nhau thì sẽ là một việc rất đặc sắc đấy. Diệp Huyên cười, xong rồi bảo bọn họ đánh một trận sao? Liên Thiển, cũng không phải không thể. Nếu họ giao thủ thì sẽ là cảnh tượng hấp dẫn vô cùng. Diệp Huyên, Liên Thiển cô nương cho rằng cô gái váy trắng kia mạnh hơn 6 vị cường giả. Liên Thiển nhẹ giọng, tất nhiên, ta cho ngươi biết điều này, ban đầu trừ chủ nhân ra thì người mạnh nhất không phải 6 vị cường giả kia, mà là tòa tháp và các chị em chúng ta. Diệp Huyên có mấy phần kinh ngạc, tòa tháp và các người ư? Liên Thiển, đúng vậy. Khi chín đạo tắc tề tựu và tòa tháp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì 6 cường giả cũng phải xếp hàng một bên. Năm ấy, nguyên nhân chân chính tháp có thể chạy trốn, ngoại trừ được phu tử và Trương Văn Tú mở đường ra, là vì thực lực của đạo tắc chúng ta và nó quá mạnh,
không ai dám liều mạng. Đáng tiếc rằng kể từ khi đến vũ trụ tứ duy, nó lại quá tự phụ. Ôi, thứ ngu xuẩn đó. Tháp giới ngục trong người Diệp Huyên run lên như đang bày tỏ điều gì. Hắn lắc đầu cười, quả thật là vậy, nếu tòa tháp này chịu kín tiếng một chút thì đã không đến mức suýt bị hủy diệt. Liên Thiển lại nói, nhóm viêm già đã đi tìm những đạo tắc còn lại, khi ấy sẽ đến tìm ngươi sau. Phải tìm cách để tòa tháp khôi phục linh trí, để ngươi có thể có chiến lực cho dù phải đối mặt với 6 cường giả. Diệp Huyên hỏi, nó khôi phục linh trí rồi có khi nào hại ta trước không? Không đâu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao chứ? Trước kia A Việt bảo ta tuyệt đối không thể để nó khôi phục linh trí. Liên Thiển đáp, thứ nhất, nó dường như rất thân cận với ngươi, thân cận đến mức không bình thường. Thứ nhì, nó không dám làm gì ngươi, bởi sau lưng ngươi có cô gái váy trắng kia. Cho nó 100 lá gan cũng không dám. Cô gái váy trắng ư? Diệp Huyên nhẹ giọng cảm thán, cũng không biết hiện giờ nàng ấy đang ở đâu, còn ở tứ duy hay đã đến ngũ duy rồi. Liên Thiển, nàng ta dường như đang làm việc gì đó. Nhưng dẫu sao ngươi vẫn phải tự dựa vào bản thân mình thôi. Diệp Huyên gật đầu, mỗi người chỉ có thể tự dựa vào mình. Liên Thiển tiếp lời, vũ trụ ngũ duy hiện nay đã không còn như những gì ta biết đến. Sau khi chủ nhân biến mất, ai nấy đều khao khát có được thư phòng do ông ấy để lại. Họ chưa ra tay với ngươi bởi vì họ đang chờ ngươi hợp tác lại với Thư viện Vạn Duy. Tình cảnh hiện nay của ngươi nghiêm trọng hơn Diệp Liên nhiều, bởi vì chỉ cần cô bé không muốn chết, không tử thủ nơi đó nữa thì không ai có thể giết nàng. Nhưng một khi những người ấy ra tay với ngươi, căn bản là không có đường sống. Diệp Huyên hạ giọng, 6 vị cường giả kia cũng muốn thư phòng sao? Liên Thiển, thứ nhất, đó là chắc chắn. Nếu không phải vì ngươi, Diệp Liên căn bản sẽ không trả tháp lại, thậm chí đã giết ngươi diệt khẩu ngay từ đầu. Ngươi phải biết rằng trên thế giới này không chỉ có 6 người đó, mà còn có một vài thế gia và tông môn sống ẩn dật, đặc biệt là những thế gia lánh đời và tông môn lớn, họ đều không phải thứ ngươi có thể chống lại. Vì vậy, việc sở hữu tòa tháp này đã chú định rằng ngươi sẽ có vô số kẻ thù. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Liên Thiển, bọn họ đều đang có mặt ở đây. Đối với ngươi, đây là một cơ hội để trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu. Thật ra ngay từ lúc ở vũ trụ tứ duy, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ không có một ngày bình yên chừng nào còn tòa tháp trong tay. Bỗng nhiên, Liên Thiển nói, đến rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong tầm mắt hắn là một cánh cửa cổ kính cao đến trăm trượng, sừng sững đứng giữa tầng mây. Hắn khẽ thốt lên, đây chính là thương khung chi địa. Liên Thiển, ừ. Diệp Huyên gật đầu rồi bay đến. Khi hắn vừa đặt chân đến trước cửa, một ông lão bỗng xuất hiện, nhìn hắn với vẻ bất thiện, người nào? Diệp Huyên ôm quyền, tại hạ Diệp Huyên đến từ Phù Văn Tông, đến cầu kiến tiền bối nhân gian tuyết. Diệp Huyên! Ông lão quan sát hắn, ngươi chính là thần phù sư Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, chính là tại hạ. Sắc mặt ông lão hòa hoãn đi rất nhiều, thì ra là Diệp phù sư. Tiểu thư nhà ta không có mặt tại thương khung chi địa. Tuy Diệp Huyên là vãn bối nhưng lão ta không dám khinh thường hắn. Bởi hắn là thần phù sư, địa vị chỉ nằm dưới 6 cường giả một chút. Diệp Huyên nghe thế thì không khỏi nhíu mày, không có ở thương khung chi địa ư. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, vậy nàng ấy ở đâu? Ông lão lắc đầu, tiểu thư đã không trở lại trong nhiều năm rồi, cũng chưa từng liên lạc, vì vậy chúng ta đều không biết người đang ở đâu cả. Thấy hắn im lặng. Lão lại nói, không biết Diệp phù sư đến tìm tiểu thư nhà ta có chuyện gì. Diệp Huyên cười, chỉ muốn đến thăm hỏi một chút thôi. Ông lão gật gù mỉm cười, vậy khi nào tiểu thư trở lại, ta sẽ phái người đến Phù Văn Tông thông báo cho Diệp phù sư. Vậy xin làm phiền, Diệp Huyên gật đầu. Việc nhỏ mà thôi, ông lão cười. Ta còn có việc trong người, xin cáo từ tiền bối. Đợi tiền bối nhân gian tuyết trở về rồi ta sẽ lại đến thăm. Nói xong, hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Ông lão đăm đăm nhìn theo, khẽ tán thưởng, còn trẻ như vậy đã là thần phù sư, đúng là kỳ tài ngút trời. Chấm chấm chấm. Ở chân trời, Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đi tìm tàn nữ đứng đầu ngũ duy sao? Liên Thiển, e rằng ngươi cũng sẽ không gặp được.
Diệp Huyên đang muốn nói thì không gian trước mặt hắn bỗng chấn động. Hắn biến sắc, sau đó đã biến mất ở cuối chân trời. Tu La địa ngục gặp chuyện rồi. Cùng lúc ấy, ở Tu La địa ngục, vô số oan hồn ác quỷ gào thét, một luồng khí tức hùng mạnh như núi lửa không ngừng phun trào, khiến toàn bộ cường giả Tu La chi địa hoảng sợ. Ở lối vào, A Thiên và A Địa nghiêm mặt trước luồng sức mạnh đang bùng nổ từ địa ngục này. Bỗng nhiên, cả hai quay phát lại, nhìn thấy một cô bé đang chậm rãi đi đến. Đó là Diệp Liên. A Thiên vội bước đến, thấp giọng nói, chủ nhân, e rằng tử vong đại đế kia sắp hoàn toàn gỡ bỏ phong ấn rồi. Diệp Liên đưa mắt nhìn sang, tất cả rút lui. Thấy A Thiên nhìn lên, nàng nhỏ nhẹ, đừng nhiều lời, bảo họ rút lui hết đi. A Thiên, chủ nhân, huynh đệ chúng ta ở lại. Diệp Liên nhìn hắn, tất cả, lập tức rời đi. Thấy hắn ta còn muốn mở miệng, sắc mặt Diệp Liên lạnh đi, đừng để ta phải tức giận. A Thiên còn đang do dự, nàng lại nói, một mình ta không có gì cố kỵ, phần thắng sẽ nhiều hơn. A Thiên im lặng một hồi rồi gật đầu, vâng. Sau đó, hắn ta cùng A Địa và các cường giả Tu La chi địa khác đồng loạt rút lui. Đứng trước lối vào, Diệp Liên nhìn con rối nhỏ trong tay trước khi cất nó vào lòng, thả người nhảy vào địa ngục. Vừa đặt chân vào địa ngục, vô số oan hồn ác quỷ đã vọt về phía Diệp Liên. Nàng bình thản vung tay. Bùm! Chúng chưa kịp đến gần đã nổ tan xác, hóa thành hư vô. Lũ còn lại cuống quýt lùi về sau, không dám đến gần một bước. Diệp Liên nhìn tòa thành cổ xưa màu đen nơi xa. Một luồng khí tức hùng hậu đang không ngừng tản ra như những đợt sóng, đợt sau mạnh hơn đợt trước, đáng sợ vô cùng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một người đàn ông trung niên chậm rãi bay lên từ trong thành với vô số oan hồn quấn quanh thân. Ông ta chính là Tử Vong Đại Đế. Diệp Liên nhìn ông ta với đôi mắt không gợn sóng. Tử Vong Đại Đế tham lam hít vào một hơi thật sâu, vẻ say mê dâng lên trên mặt, mùi của tự do đây rồi. Sau đó ông ta nhìn Diệp Liên, cười hỏi, nghe nói ngươi là đại đế cuối cùng của nhân gian. Diệp Liên lạnh lùng đáp, ông nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, nàng đưa tay ra, một lưỡi hái đỏ rực màu máu xuất hiện. Một giây sau, nàng đã biến mất. Huyết quang rực rỡ lóe lên nơi chân trời tăm tối, không gian ầm ầm nổ tung rồi bị chôn vùi, hóa thành hư vô, vô cùng khủng khiếp. Khóe miệng Tử Vong Đại Đế nhếch lên, đến đây. Để xem ta và ngươi, ai là đại đế mạnh hơn. Ông ta đưa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống rồi khẽ nhấc lên, hoàng tuyền hôi tẫn. Một ngọn lửa màu xanh sẫm bừng lên nơi chân trời. Nó đốt đến đâu, không gian bị thiêu thành cho đến đấy. Diệp Liên bỗng dừng bước, đôi mắt nhìn ngọn lửa đăm đăm. Nàng đưa tay ra, lưỡi hái đỏ trong tay mang theo tia máu bay vút lên, chém thẳng vào ngọn lửa. Quỳnh! Địa ngục run lên bần bật, lửa xanh và máu đỏ văng tung tóe khắp nơi khiến bọn oan hồn ác quỷ rối rít chạy trốn trong những tiếng kêu la thảm thiết. Tử Vong Đại Đế nhìn Diệp Liên, tất cả những đời trước đều không bằng ngươi. Diệp Liên lạnh lùng nhìn lại, sao? Họ không xuất hiện à? Tử Vong Đại Đế, giết ngươi, chỉ mình ta là đủ. Vừa dứt lời, một cây trường thương màu đen đã hiện hình trong tay ông ta. Tử Vong Đại Đế hóa thành một tia sáng đen vút đi, vô số oan hồn ác quỷ bám vào mũi thương, con nào con nấy cũng mang vẻ mặt dữ tợn, đang điên cuồng gào thét. Diệp Liên chỉ nhếch mép khinh thường, chỉ mình ông ư. Lưỡi hái trong tay nàng chém một đường. Xoẹt! Tiếng xé rách vang lên. Ầm! Theo sau là tiếng nổ đinh tai. Địa ngục chấn động liên tiếp như gặp phải động đất đáng sợ. Tử Vong Đại Đế đã trở lại chỗ cũ. Diệp Liên một bước không lùi. Sắc mặt ông ta nhìn nàng đã có mấy phần nghiêm trọng. Diệp Liên chậm rãi khép mắt trước khi biến mất tại chỗ. Tử Vong Đại Đế nheo mắt lại, không gian duy độ ba tầng. Nói xong, ông ta cũng biến mất. Địa ngục quay trở lại an tĩnh. Không biết qua bao lâu sau, không gian trước mặt họ bỗng nứt ra, hai người kia đồng thời xuất hiện lại ở địa ngục. Sắc mặt Tử Vong Đại Đế đã tái đi mấy phần. Cũng thêm vài phần nghiêm trọng. Diệp Liên cầm lưỡi hái đỏ trong tay, chậm rãi giơ nó qua đầu, gầm lên, vô tận trảm. Nàng biến mất khi vừa dứt lời. Xoẹt! Trước mặt lưỡi hái của Diệp Liên, không gian chẳng khác gì một tờ giấy mỏng.
Tử vong đại đế biến sắc, không dám khinh thường, đâm ngọn thương trong tay ra, bách quỷ giả tập. Vô số oan hồn lao ra theo ngọn thương, nhưng chúng chỉ vừa đến gần lưỡi hái của Diệp Liên là đã hóa thành cho bụi. Mà lưỡi hái cũng đã lao đến. Ngọn thương của tử vong đại đế run lên trước khi nứt toác, bản thân ông ta cũng hốt hoảng lùi lại. Nhưng lại một nhát chém nữa nện xuống. Uỳnh! Cây thương nổ tan tành, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Lại một nhát chém, hai nhát chém kéo đến, liên tục bất tận. Tử vong đại đế không ngừng lui bước, một tấm màn tạo thành từ những tia sáng đen đã quấn lên quanh người tự khi nào. Nó miễn cưỡng chặn lại đòn tấn công của Diệp Liên, hiện cũng đã chồng chất những vết rạn như mạng nhện. Đúng lúc ấy, khi lưỡi hái vung xuống, tấm màn đen của tử vong đại đế vỡ nát. Lưỡi hái linh hoạt luồn lách, nhắm thẳng vào đầu đối thủ. Ông ta bỗng đưa tay lên, ám diệt. Lời vừa ra hết, một tia sáng đen đã bao phủ lấy cả hai. Sau ba hơi thở, nó biến mất. Diệp Liên đã lùi lại hơn trăm trượng, trên lưỡi hái trong tay là một tầng khí đen đang chậm rãi ăn mòn nó. Ở xa, tử vong đại đế bước lên một bước, một ngọn linh đăng bay ra từ giữa mày. Ông ta vung tay về phía Diệp Liên, linh đăng phần hồn. Ngọn đèn lập tức hóa thành một tia sáng màu lục ngay trên đầu Diệp Liên. Sau đó, ngọn lửa trắng hếu soi nghiêng xuống. Nếu bị nó chạm đến, linh hồn của đối thủ sẽ hóa thành hư vô. Diệp Liên vẫn không nao núng. Khi ngọn lửa chỉ cách nàng có nửa trượng, một chùm tia sáng bảy màu bỗng phóng lên, trong đó là một tấm bùa. Bùa giới hạn. Uỳnh. Ngọn lửa trắng bị sức mạnh tỏa ra từ lá bùa tiêu diệt hoàn toàn, đèn linh đăng cũng trở nên mờ ảo. Tử vong đại đế thấy vậy thì vội vã thu nó về, bùa bảy sắc. Thế giới này đã không còn khí hỗn độn, làm sao ngươi lại có nó? Diệp Liên đã mạnh như vậy, có thêm bùa bảy sắc chẳng khác gì hổ giữ thêm cánh. Đại ca vẽ cho ta. Tử vong đại đế nheo mắt, đại ca. Diệp Liên không nhiều lời nữa mà đưa tay lên. Bùa bảy sắc lập tức dán lên lưỡi hái, đập vỡ làn khói đen trên đó, đưa nó trở về trạng thái bình thường. Sau đó Diệp Liên biến mất. Đồng tử tử vong đại đế rụt lại, hai tay siết chặt ám diệt. Quầng sáng đen lại bao trùm lấy ông ta và Diệp Liên đang tiến tới, nhưng chỉ sau một khắc đã vỡ tan tành. Tử vong đại đế điên cuồng thối lui. Lưỡi hái đỏ trong tay Diệp Liên phong ra, vô tấn nhận. Lưỡi hái lập tức biến mất như không tồn tại trên đời này. Tử vong đại đế biến sắc, chập hai tay lại, tu la nộ. Một luồng sức mạnh khủng khiếp trào dâng từ người ông ta. Chỉ trong khoảnh khắc, không gian trong phạm vi mấy trăm nghìn trượng sôi sùng sục lên như một nồi nước trên lửa, trông đáng sợ vô cùng. Diệp Liên thét lên, vô tấn toái. Lưỡi hái máu trong tay nàng bất thình lình vỡ ra. Không gian bốn phía cũng theo đó nổ tung. Một bóng người đang cuống quýt lùi lại, không phải tử vong đại đế thì còn ai? Ông ta lùi xa nghìn trượng mới dừng lại, thì ra một cánh tay đã biến mất. Diệp Liên nắm tay lại, tụ. Lưỡi hái đỏ lại xuất hiện trong tay nàng. Nàng cầm nó, chậm rãi đi về phía tử vong đại đế. Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên, không hổ là đại đế mạnh nhất vũ trụ ngũ duy ngày nay. Lợi hại! Thật là lợi hại. Diệp Liên quay lại, nhìn thấy một cô gái váy đỏ đứng cách đó không xa. Phệ linh tộc. Đối phương cười nói, chỉ nhìn một cái đã biết lai lịch của ta, tinh mắt đấy. Diệp Liên nhìn sang tử vong đại đế, thì ra phệ linh tộc vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ông. Đối phương cười, không ngờ chứ gì. Lưỡi hái đỏ chĩa về phía cô gái mới xuất hiện, đến đây, để ta xem tộc các ngươi có bản lĩnh gì. Ả ta nhếch mép, sẽ không để ngươi thất vọng. Nói rồi, ả ta vỗ nhẹ hai tay. Bốn lão già mặc trường bào trắng, tóc cũng trắng xóa xuất hiện quanh Diệp Liên, dưới chân họ là những trận pháp ánh sáng kỳ lạ. Diệp Liên lập tức ra tay, lưỡi hai vun vút lao ra. Nàng biết phệ linh tộc đang khởi động trận pháp, bèn lập tức ra tay chứ không khinh thường đợi nó hoàn thành. Tiếc rằng vào giây phút nàng ra chiêu, bốn tia sáng trắng đã bám cứng lấy nàng. Lưỡi hái trong tay cũng dừng lại. Bốn ông lão tức tốc niệm chú. Không gian khắp nơi run lên, hàng loạt phù văn li ti màu trắng xuất hiện. Đứng ở trung tâm, khí tức quanh Diệp Liên có xu hướng bùng nổ. Nàng nheo mắt, đưa tay đè xuống. Uỳnh!
một luồng sức mạnh hùng hậu ùa ra từ cơ thể nàng. Nào ngờ chỉ một khắc sau, chữ cấm màu đỏ đã xuất hiện ngay trên đầu, xua luồng sức mạnh đó đi. Diệp Liên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hai tay chậm rãi siết lại, không gian nàng đứng bắt đầu nổ tung. Cô gái váy đỏ bỗng lên tiếng, giữ lại, không được để ả phá giới hạn, tiến vào không gian duy độ 3 tầng. Ả ta vừa dứt lời, tử vong đại đế đã lao đến trước mặt Diệp Liên. Lại một quầng sáng đen bao phủ lấy cả hai. Chỉ sau mấy hơi thở, nó đã nổ bể tan tành. Không gian bốn phía rung lắc dữ dội, tử vong đại đế bị đánh bay. Vô số cột sáng trắng khóa chặt lấy Diệp Liên như những sợi xích, khí tức trên người nàng đã không khác mấy với phàm nhân. Cô gái váy đỏ mỉm cười, đây là cấm linh trận, được tổ tiên ta tạo ra dựa trên lục đạo chân ngôn của tiên tri, cũng không phải do bốn người khởi động. Trong tộc ta đang có 1.200 siêu cường giả bắt tay nhau điều khiển nó. 1.200 tia sáng này không chỉ trấn áp cảnh giới mà còn khóa linh khí quanh người ngươi lại. Ngươi sẽ không thể sử dụng thuật không gian, thần thông, cấm kỵ, đạo tắc, quy luật lẫn sức mạnh thể xác và linh hồn. Khóe môi ả ta cong cong, nào, để ta đưa vị đại đế cuối cùng trên thế gian lên đường. 1.200 tia sáng kia đồng loạt bốc cháy. Trong đại trận, đôi mắt Diệp Liên chậm rãi khép lại, từng hình ảnh ở Thanh Thành năm xưa xuất hiện trong đầu. Thiếu niên kia, người thiếu niên xem nàng còn quan trọng hơn mạng sống kia. Diệp Huyên. Một nụ cười nở rộ trên môi, kiếp này được gặp huynh là phúc phận của ta. Kiếp sau, ta vẫn nguyện làm muội muội của huynh. Đúng lúc ấy, một tiếng gầm phẫn nọ truyền đến từ chân trời, mẹ nó. Ai dám đụng vào muội muội của ta? Mẹ nó ai dám động vào muội muội ta? Tiếng gầm vừa dứt, chân trời đã bị một tia kiếm quang chém vỡ. Khi nó tan đi, một thanh niên đã xuất hiện trước Diệp Liên. Chính là Diệp Huyên. Gương mặt hắn tràn đầy dữ tợn, khí tức hung tàn quanh quẩn bên người. Cô gái váy đỏ nhìn hắn một hồi, lắc đầu cười, hy sinh vô ích, ngu xuẩn. Diệp Huyên không để ý đến ả, chỉ quay lại nhìn Diệp Liên đang bị cầm tù trong những tia sáng trắng. Nàng hỏi, tại sao? Diệp Huyên chỉ siết lấy thiên chu trong tay, không đáp lại. Diệp Liên lắc đầu, đi đi, ngày sau thay ta báo thù là được. Nhưng Diệp Huyên lại nhăn nhở, ta không quan tâm đến sau này, ta chỉ quan tâm bây giờ thôi. Ngươi sẽ chết. Diệp Huyên cười, ta sợ chết, nhưng vì muội, ta không còn sợ nữa. Dứt lời, hắn vung kiếm bổ xuống. Uỳnh. Kiếm quang nện vào chùm sáng trắng trước khi vỡ vụn, Diệp Huyên cũng bị sức mạnh khổng lồ ấy đẩy đi trăm trượng. Cô gái áo đỏ bật cười, ngu dốt, ngươi có biết trận pháp này? Diệp Huyên lại xông tới. Ả thấy thế thì không ra tay ngăn cản, một nụ cười khinh miệt leo lên khóe môi. Lại một đường kiếm nữa bổ vào chùm sáng, lần này là nhất kiếm vô lượng. Kiếm quang lại vỡ, Diệp Huyên lại bay ra. Hắn dừng lại, lau vết máu bên khóe miệng đi, đang muốn ra tay thì Diệp Liên lắc đầu lên tiếng, đủ rồi. Diệp Huyên vẫn không màng tất cả mà tiến tới. Kiếm quang lại vỡ, lần này. Diệp Huyên bị đẩy văng đến nghìn trượng, cả cánh tay phải cũng nứt nẻ. Hắn lau vết máu bên khóe miệng đi, đang muốn ra tay thì Diệp Liên lớn tiếng hô lên, đủ rồi. Hắn quay lại, thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào mình, thật sự đủ rồi. Sự sống của nàng đang bị đại trận kia tham lam hấp thụ. Diệp Huyên ngửa đầu giống giận, một lần nữa cầm kiếm vọt tới. Tử vong đại đế đang muốn ra tay thì bị cô gái váy đỏ cản lại. Thấy ông ta nhìn sang, ả cười, ông không thấy thế này thú vị lắm sao? Tử vong đại đế nhìn Diệp Huyên, không chút ngạc nhiên thấy hắn lại thất bại, không chỉ bị đánh bay mà còn bị trận pháp phản lại. Diệp Huyên không ngừng thử, nhưng lần nào cũng chỉ trắng tay mà về. Khả năng phản đòn của pháp trận quá kinh khủng, trắng mấy chốc đã khiến cả người hắn chi chít vết thương. Khi Diệp Huyên sắp sửa xông tới, Diệp Liên bỗng thét lên, đại ca. Bước chân hắn dừng lại, dương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nàng. Đại ca, hai tiếng này, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe. Hai hàng lệ trong suốt đã lăn dài trên gò má Diệp Liên từ lúc nào, giọng nói cũng mang theo mấy phần run rẩy, đủ rồi, đại ca. Thật sự đủ rồi, đừng cố nữa. Vì sao lại không? Cô gái áo đỏ xa xa bật cười,
ta thấy hắn có khi làm được ấy chứ. Diệp Liên giữ tợn gằn lên với ả, ngươi chết đi. Nàng dùng hết sức bình sinh siết tay lại, nhưng sức mạnh của nàng đã bị khóa lại, không thể khởi động cho dù là để đốt hồn tự bảo. Ha ha ha! Những tiếng cười yểu điệu vang lên, Tu La nữ đế, ngươi có bản lĩnh thì ra đánh ta này, ra thử xem. Gương mặt Diệp Liên méo đi vì phẫn nộ, hai mắt tròng trọc nhìn ả váy đỏ. Ả ta đang định mở miệng thì thấy Diệp Huyên lại lao về phía Diệp Huyên, bèn nhếch môi chê cười. Không phải do ả tự cao mà ả có lòng tin tuyệt đối vào pháp trận này. Nó là trận pháp cao cấp của phệ linh tộc, có thể đứng trong năm đại trận hùng mạnh nhất trên khắp vũ trụ ngũ duy. Hơn nữa, để khởi động được nó, phệ linh tộc đã phải phái ra hơn 1.200 cường giả cao cấp. Nhưng để có thể vây bắt được Diệp Liên vẫn phải kể đến sự giúp đỡ của Tử Vong Đại Đế, bằng không trận pháp này cũng sẽ không làm gì được nàng. Còn Diệp Huyên căn bản không thể uy hiếp đến nó. Nào ngờ, Tử Vong Đại Đế bỗng gào lên, ngăn hắn lại. Cô gái váy đỏ cũng biến sắc, bởi khi vọt đến trước mặt Diệp Liên, Diệp Huyên đã mang theo cả thân thể đẫm máu, khí tức cũng bất thình lình tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng. Chính là huyết mạch chi lực. Diệp Huyên biết nếu không dùng đến nó thì sẽ không thể cứu được Diệp Liên, hơn nữa hắn còn dùng cả đạo tắc không gian và kiếm thiên chu. Còn hậu quả ư, hắn đã không còn quan tâm nữa. Cô gái váy đỏ và Tử Vong Đại Đế có muốn ra tay cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Huyên vung kiếm chém vào quầng sáng. Ầm, một tiếng nổ vang trời phát ra. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người kia, chùm sáng răng rắc vỡ vụn. Diệp Liên giống lên một tiếng phẫn nộ, đưa một luồng sức mạnh khủng khiếp tuôn trào. Chùm sáng nhanh chóng hóa thành hư vô, Diệp Huyên cũng bị đẩy văng ra xa, nhưng trước khi rơi xuống đã được một bàn tay đỡ lại. Bàn tay ấy đến từ Diệp Liên. Một luồng khí tàn bạo cuồn cuộn tỏa ra từ người nàng, đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao khiến người khác không rét mà run, nhưng lại trở nên ôn hòa khi nhìn người trong tay mình. Cả người Diệp Huyên chỉ toàn máu là máu, thậm chí trong cơ thể cũng sục sôi như nham thạch, khí tức không ngừng tăng vọt. Diệp Liên khẽ đặt tay nơi giữa mày hắn, một luồng sức mạnh hùng hậu thoáng chốc đã bao trùm lấy Diệp Huyên, nhưng lần này nàng lại không trấn áp huyết mạch của hắn. Huyết mạch Diệp Huyên sẽ trở nên mạnh hơn cùng với thực lực của hắn. Hiện nay hắn đã không còn như trước kia, hơn nữa ban nãy còn khởi động huyết mạch trong cơn thịnh nộ, vì vậy huyết mạch chi lực hiện nay chỉ có thể nói là mạnh mẽ vô cùng, khiến Diệp Liên cũng không thể tùy tiện trấn áp. Thấy Diệp Huyên sắp hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, Diệp Liên bỗng mở miệng, đại ca. Diệp Huyên khẽ run lên khi nghe những lời này. Một khắc sau, tay hắn vọt lên chộp lấy cổ Diệp Liên. Nàng biến sắc, muốn sử dụng sức mạnh nhưng lại thôi vì sợ làm hắn bị thương. Diệp Huyên ra tay không hề nương nhẹ, nếu Diệp Liên không mạnh mẽ thì đã bị hắn vặn cổ rồi. Nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn, đại ca. Đôi mày Diệp Huyên nhíu chặt, cả người phát run như đang trải qua cơn đau khủng khiếp, mặt mũi đã vặn xoắn lại với nhau. Hắn đang giãy giụa chống lại sức mạnh, bằng không cũng sẽ không đến mức đau đớn như vậy. Diệp Liên chậm rãi khép mắt. Dùng hai tay ôm lấy gương mặt hắn, khẽ khàng gọi, đại ca ơi. Trái tim Diệp Liên như bị đau xẻo, nàng không dám dùng hết sức trấn áp huyết mạch của Diệp Huyên vì sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng nàng cũng biết nếu hắn không tỉnh lại thì sẽ bị huyết mạch ăn mòn linh trí. Bỗng nhiên, Diệp Huyên giống lên một tiếng, nâng tay đấm vào ngực mình. Huịch, hắn lăn lông lốc ra ngoài, ngã nhào ra đất. Màu máu trong mắt hắn tuy chưa hoàn toàn biến mất nhưng đã nhạt đi rất nhiều. Diệp Liên xuất hiện, nhìn thấy tình trạng của hắn thì không khỏi phẫn nộ. Diệp Huyên giờ phút này chỉ có thể nói là thê thảm vô cùng, toàn thân nứt nẻ, ngực lõm xuống một vết to, không ai nỡ nhìn. Nàng quay phát sang nhìn cô gái váy đỏ, chỉ thấy ả nói, ngăn nàng ta lại. Diệp Liên giữ tợn gầm lên, Tử Lai. Vừa dứt lời. Một luồng lệ khí hung bạo ầm ầm tuôn ra từ cơ thể. Nàng hóa thành một tia chớp đen bổ nhào về phía cô gái váy đỏ, đi đến đâu khiến không gian vụn vỡ đến đấy. Ả váy đỏ chỉ nhìn sang Tử Vong Đại Đế vẫn đang đứng yên, còn chưa ra tay. Sau một chớp mắt im lặng, ông ta vọt về phía Diệp Liên. Một mình ông ta không đủ để giết Diệp Liên, vì vậy quyết định liên thủ cùng cô gái váy đỏ. Nào ngờ! Ông ta vừa chờ đến trước Diệp Liên thì đã bị một quyền của nàng đấm bay.
Mà nàng cũng chẳng buồn để tâm đến tử vong đại đế, chỉ nhằm thẳng đến cô gái váy đỏ, hiển nhiên là muốn giết ả ta. Ả vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khi Diệp Liên xuất hiện, một tấm màn ánh sáng màu thiên thanh dày cộm chợt xuất hiện, đón lấy nắm đấm của Diệp Liên. Duỳnh! Màn sáng vỡ vụn, hóa thành hư vô. Đồng thời, một lưỡi đao đỏ thắm như máu cũng đã chém xuống. Diệp Liên không tránh không né vung tay ra quyền. Ầm! Sức mạnh khổng lồ trong nắm đấm khiến lưỡi đao vỡ tan tành và cô gái váy đỏ phải liên tục lùi lại. Diệp Liên bước tới, sắc mặt dữ tợn, hai tay giơ cao, phá toái. Không gian trong phạm vi vạn trượng như bị sốc lên theo, ùn ùn đổ xuống đầu cô gái váy đỏ. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, không gian trước mắt Diệp Liên trở thành một vùng đen nhánh. Nào ngờ nó bỗng vỡ ra, một bàn tay đỏ thấm khổng lồ, dài hơn trăm trượng vươn về phía Diệp Liên. Vào khoảng khắc bàn tay xuất hiện, không gian sôi lên sùng sục như sắp sụp đổ, trông đáng sợ vô cùng. Diệp Liên nhẹ nhàng dẫm chân, biến mất tại chỗ. Một tia sáng đen vút qua như sao băng, nện thẳng vào bàn tay đỏ. Duỳnh! Bàn tay khổng lồ vỡ tan trong nháy mắt, Diệp Liên vung tay lên, tiễn nó về với hư vô. Nhưng cô gái váy đỏ và tử vong đại đế đã biến mất. Khi Diệp Liên trở lại, thấy Diệp Huyên trong trạng thái nửa chết nửa sống, nàng khép mắt lại trong một thoáng rồi mở bừng ra, gầm lên, phệ linh tộc. Duỳnh! Từng tấc không gian trong địa ngục bắt đầu sụp đổ. Diệp Liên cõng Diệp Huyên lên lưng, từng bước đi về phía không gian xa xôi, đại ca, máu của huynh sẽ không lãng phí. Huynh nhìn nhé, hôm nay muội sẽ xóa sổ phệ linh tộc. Diệp Liên cõng Diệp Huyên rời khỏi địa ngục đã vỡ nát, A Thiên và A Địa lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Khi thấy Diệp Liên, cả hai đều cả kinh ở trong lòng, bọn họ chưa từng thấy Diệp Liên tức giận như vậy. Diệp Liên vô cảm nói, truyền lệnh xuống. Triệu tập tất cả mọi người trong Tu La tộc, diệt phệ linh tộc. A Thiên do dự một lát rồi nói, chủ nhân, địa ngục đã vỡ vụn, vô số oan hồn ác quỷ đã thoát ra. Diệp Liên quay sang nhìn A Thiên, một luồng lệ khí khóa chặt lấy gã, người nghe không hiểu. A Thiên kinh hãi trong lòng, vội đáp tuân mệnh. Nói xong, gã vội vàng lui xuống. A Địa ở bên cạnh chỉ khom nửa người, không dám nói lời nào. Diệp Liên nhẹ nhàng đặt Diệp Huyên xuống, hàng mày nàng giãn ra rất nhiều khi nhìn hắn. Lúc này hơi thở của Diệp Huyên đã ổn định lại, dưới sự trị liệu của suối sinh mệnh, thân thể hắn đang khôi phục rất nhanh. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đúng lúc này, một đám cường giả mặc giáp vàng bỗng tụ tập đến trước mặt Diệp Liên, nhân số không nhiều, chỉ có 100 người, hơi thở ai nấy cũng đều âm trầm như biển lặng, mà trên người họ cũng tản ra một luồng khí sát phạt kinh người. Thiết kỵ Tu La. Năm đó Thiết kỵ Tu La có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, đây là đội quân đứng thứ hai trong tất cả các đạo binh ở vũ trụ ngũ duy, chỉ sau kỵ binh táng thần trong truyền thuyết kia. Lúc này, 100 Thiết kỵ Tu La đồng loạt quỳ một chân xuống, chủ nhân. Diệp Liên nhìn A Địa ở bên cạnh, chăm sóc huynh ấy cho tốt. A Địa như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Diệp Liên nhắm hai mắt lại, một lát sau, nàng vung tay lên. Bên trong một tòa cung điện xa xôi nọ bỗng vang lên một tiếng xé gió sắc bén, một khắc sau, một luồng hắc quang xuyên thủng không gian, xuất hiện ở trước mặt Diệp Liên. Bên trong luồng hắc quang là một thanh binh khí, đỉnh nhọn như châm, sắc bén vô cùng, trên thân nó có một cái rãnh, trong rãnh có một dòng máu đen đang lưu động, mà dưới chân binh khí là hình một con rồng. Tu La Thứ. Đây là quỷ khí hàng đầu Tu La Quốc năm đó. Quốc chủ khi ấy đã dùng máu tươi và hồn phách của hàng trăm vạn người để luyện thành, không đúng, đây chỉ là bán thành phẩm, bởi vì hồn trong Tu La Thứ này vẫn chưa tỉnh giấc. Tu La chi hồn đã hình thành, thế nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, bởi vậy Tu La Thứ chỉ có thể đứng hàng thứ 5 trong các bảng dị khí, quỷ khí, thần khí. Mà xếp hạng tư trước nó là thần khí thiên đao của Lý Mộ Bạch, cũng là thanh đao đứng đầu vũ trụ ngũ duy. Đứng thứ ba chính là trưởng thiên xích của nữ phu tử, dùng xích đo trời, dùng xích đo cả thế gian. Thứ hai là kiếm vĩnh sinh ở vĩnh sinh chi địa, nếu có được kiếm này sẽ được trường tồn mãi mãi. Mà đứng đầu chính là tháp giới ngục biết sáng tạo, có thể giam thiên, cầm địa, nhốt chư thiên vạn ma, có thể cấm đạo, cấm mệnh, cấm vạn giới nhân tiên. Là thần khí đứng đầu vũ trụ ngũ duy. Còn Tu La Thứ,
Năm đó Tiên Tri đã từng nói, nếu Tu La Chi Hồn trong nó thức tỉnh, thì nó còn xếp trên cả Thiên Đao và Trưởng Thiên Xích. Nhưng vì Tu La Thứ là quỷ khí, khí sát phạt quá nặng, bởi thế năm đó khi được Tu La Chi Chủ đồng ý, Tiên Tri đã tạm thời trấn áp quỷ khí tuyệt thế của nó lại. Thế nhưng hắn cũng đã cam kết sẽ đắp nặn một luồng khí linh mới cho Tu La Thứ, đền bù lại tổn thất của Tu La Tộc. Đáng tiếc Tiên Tri lại một đi không trở lại. Mà bây giờ, thanh quỷ khí này lại hiện thế. Diệp Liên chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tu La Thứ lập tức biến thành một luồng hắc quang chui vào lòng bàn tay nàng. Một lát sau, Diệp Liên bỗng nói, đi thôi. Nói xong, nàng lập tức dẫn theo hơn trăm thiết kỵ Tu La biến mất nơi cuối chân trời. Ngày hôm đó, toàn bộ vũ trụ ngũ duy phải khiếp sợ. Tu La nữ đế mặc kệ Tu La địa ngục rồi ư. Thư viện Vạn Duy. Trong viện, Trương Văn Tú đang chậm rãi quét sân rất nghiêm túc. Tu thân dưỡng tính. Đây là việc năm đó khi Tiên Tri còn đã bắt nàng ta làm hàng ngày. Tiên Tri nói tính cách nàng ta quá nóng nảy, cần phải tu thân dưỡng tính, như vậy mới có thể tiến bộ nhiều hơn. Tuy nàng ta không thích thế. Nhưng vẫn kiên trì làm theo. Bởi vì hắn sẽ không hại nàng ta. Nếu hỏi thế giới này còn ai khiến nàng ta tin tưởng không, thì đó chắc chắn là Tiên Tri. Nhưng đúng lúc này, nàng ta như cảm ứng được điều gì đó, Trương Văn Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt nàng ta như tia sáng xuyên thủng không gian. Một lát sau, nàng ta hơi cau mày lại, nàng ta định làm gì? Một ông lão áo đen bỗng xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Ông lão trầm giọng nói, địa ngục đã bị hủy, tử vong đại đế hiện thế, người giúp đỡ ông ta trong bóng tối chính là Phệ Linh Tộc. Nghe vậy, Trương Văn Tú bỗng quay đầu sang nhìn ông lão nọ, Phệ Linh Tộc. Ông lão áo đen gật đầu. Gan dạ lắm. Vẻ mặt Trương Văn Tú lập tức trở nên dữ tợn, thứ chủng tộc rác rưởi, dám vi phạm vào thỏa thuận giữa thầy và bọn họ. Quả nhiên là đáng chết. Ông lão áo đen im lặng. Năm đó Tiên Tri quả thật đã muốn tiêu diệt Phệ Linh Tộc, bởi vì năm đó tộc của bọn họ có thể nói là đã phát điên. Bởi vì năm ấy Phệ Linh Tộc không chỉ muốn xưng bá vũ trụ ngũ duy, mà còn muốn tiêu diệt hết thảy sinh linh ngoài tộc. Có thể nói, nếu Tiên Tri không xuất hiện thì Phệ Linh Tộc chính là lực lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này. Mạnh đến mức khó mà hình dung được. Bởi vì tộc trưởng khi đó của Phệ Linh Tộc phải nói là vô địch khắp thiên hạ, mà trong mắt hắn ta. Ngoài Phệ Linh Tộc ra thì tất cả những chủng tộc khác đều là run rế, vì để Phệ Linh Tộc trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ đã bắt đầu cắn nuốt sinh linh ở vũ trụ ngũ duy. Có thể nói đó là thời kỳ tăm tối nhất của vũ trụ ngũ duy. Đáng tiếc năm đó lại có một Tiên Tri. Đáng tiếc năm đó lại có một Tiên Tri. Tiên Tri đột nhiên xuất hiện, lập tức tiêu diệt tộc trưởng Phệ Linh Tộc, không chỉ thế, hắn còn suýt chút nữa đã diệt sạch toàn bộ chủng tộc điên cuồng kia. Đáng tiếc rằng cuối cùng hắn vẫn không làm thế, bởi vì tộc này có mấy ngàn vạn người, hắn không đành lòng tiêu diệt một lần hết thảy. Thế là hắn đã thỏa thuận với tộc trưởng mới nhậm chức của Phệ Linh Tộc, cam kết Phệ Linh Tộc vĩnh viễn chỉ được cư ngụ ở linh giới, không được bước ra ngoài dù chỉ một tấc. Trương Văn Tú không ngờ rằng Phệ Linh Tộc lại vi phạm vào thỏa thuận năm đó, lần nữa xuất hiện ở vũ trụ ngũ duy. Hơn nữa còn xông vào phá tan Tu La địa ngục. Tu La địa ngục vừa vỡ, những oan hồn ác quỷ đều thoát ra hiện thế trên nhân gian. Vũ trụ ngũ duy nhất định sẽ gặp loạn. Tất nhiên quan trọng nhất là Phệ Linh Tộc lại tái thế rồi. Trương Văn Tú đột nhiên nói, truyền lệnh xuống. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì đó rồi lại lắc đầu lia lịa, các ngươi vô dụng quá, bây giờ thư viện này đã không còn đánh đấm gì được nữa rồi. Để ta tự mình đi. Ông lão áo đen trầm giọng nói, cô muốn tham gia. Trương Văn Tú nhìn về phía ông lão, chẳng lẽ là các ngươi? Ông lão áo đen nói, Tu La nữ đế đã dẫn theo thiết kỵ Tu La đến Phệ Linh Tộc liều mạng, chúng ta có thể ngồi yên xem nghêu cỏ tranh nhau, sau đó. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, sau đó làm ngựa ông đắc lợi. Ông lão áo đen trầm giọng nói, việc này không liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta hoàn toàn không cần dính dáng vào. Ngu xuẩn! Trương Văn Tú lắc đầu, người đã nghĩ đến người Phệ Linh Tộc hận nhất là ai chưa? Ông lão áo đen nhìn về phía Trương Văn Tú, chúng ta. Trương Văn Tú đáp, năm đó thầy không những trấn áp chúng, mà còn giết cả tộc trưởng của chúng, mà hiện tại thư viện Vạn Duy đã rơi vào tình cảnh như nào rồi?
chỉ với tình hình hiện tại của chúng ta, người cảm thấy chúng sẽ bỏ qua dễ dàng ư? Ông lão áo đen do dự một lát rồi nói, có thể để Tu La nữ đế trước hết đánh một trận sống mái với bọn chúng ta. Trương Văn Tú lạnh lùng nói, nếu như chúng ta cứ ôm suy nghĩ này, cuối cùng bị phát hiện ra, sau đó phệ linh tộc đến tìm chúng ta tính chuyện, khi ấy còn ai ra tay giúp đỡ cho. Nói xong, nàng ta lại nhìn ông lão áo đen, nhớ kỹ, làm người có thể hung tàn, có thể tính toán chi ly, thế nhưng đừng để tầm nhìn hạn hẹp. Thứ nhất, chúng ta không có thù hận gì với Tu La nữ đế, nàng ta chết, chúng ta không có bất kỳ chỗ lợi nào. Thứ hai, năm đó thầy giết tộc trưởng phệ linh tộc, đồng thời trấn áp phệ linh tộc nhiều năm như thế, chúng chắc chắn đã sinh lòng oán hận, chúng không dám đi tìm thầy, nhưng không có nghĩa là không dám đến tìm chúng ta. Thứ ba, phệ linh tộc chỉ mới xuất hiện đã ra tay ngay với Tu La nữ đế, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dã tâm của chúng rất lớn. Ông lão áo đen im lặng. Trương Văn Tú lại nói, nếu bọn chúng thật sự có thể giết chết Tu La nữ đế, cũng có nghĩa là chúng có thể giết chết 6 đại cường giả còn lại, bởi thế vào lúc này, chúng ta nhất định phải đứng cùng chiến tuyến với Tu La nữ đế. Hiện tại chúng ta cứ lạnh lùng ngồi xem trò vui, thì kết cục của Tu La nữ đế sẽ chính là kết cục của chúng ta ngày sau. Nói xong, nàng ta đã biến mất. Chấm chấm chấm. Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà đang ở trong cung điện bỗng đứng phát dậy, ông ta híp hai mắt lại, xảy ra chuyện rồi. Lưu Ung ở bên cạnh ông ta cũng trầm giọng hỏi, sao thế? Thẩm Tinh Hà đáp, phệ linh tộc xuất thế. Nghe vậy, Lưu Ung biến sắc, bọn họ xuất hiện. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bọn họ giải khai phong ấn của tử vong đại đế rồi liên thủ với ông ta và suýt nữa đã giết chết Tu La nữ đế. Nhưng chúng lại bị tiểu sư tổ ngăn lại. Hiện tại sư tổ đã bị thương nặng, đang chữa trị ở Tu La tộc. Mà Tu La nữ đế đã cho gọi quỷ khí chí bảo của Tu La quốc Tu La thứ, đồng thời dẫn theo thiết kỵ Tu La đến phệ linh tộc, xem ra đã muốn liều mạng với phệ linh tộc rồi. Lưu Ung trầm giọng nói, chúng ta nên làm gì? Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát rồi nói, trợ giúp. Lưu Ung do dự một chốc rồi đáp, phải giúp đến cùng. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung. Lưu Ung lại khẽ đáp, theo tình mà nói, sư tổ là người trọng tình trọng nghĩa, không phải là một tên vong ơn, tương lai Phù Văn Tông đặt vào tay cậu ấy, ai cũng yên lòng. Còn nếu nói về tư, sư tổ là một người duy nhất có thể vẽ bùa bảy sắc trong Phù Văn Tông hiện nay, chúng ta có thể chết, nhưng cậu ấy tuyệt đối không được chết. Vì một mình cậu ấy, toàn bộ tông môn chúng ta cũng có thể liều mạng, đáng để liều mạng. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, mang thứ kia đến. Ta và ngươi cùng đi. Nói xong, hai người đã biến mất ở đại điện. Chấm chấm chấm. Tu La địa ngục. Sau khi Diệp Liên đi không bao lâu, Diệp Huyên đang nằm trên đất bỗng ngồi bật dậy. Hắn nhìn A Thiên trước mặt, con bé đâu rồi? A Thiên do dự một lát rồi đáp, đến phệ linh tộc rồi. Chủ nhân nói muốn diệt sạch phệ linh tộc. Diệp Huyên ngây cả người, một khắc sau, hắn đứng dậy, nâng kiếm đi về phía xa xa. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn bỗng xoay người lại nhìn A Thiên, giúp ta truyền lệnh ra ngoài, nói rằng phàm là cường giả sinh tử cảnh đều có thể đến giúp đỡ ta một lần, ông đây sẽ cho người đó một tấm bùa cam hoàn mỹ, còn cường giả đạt đến thiên cơ cảnh bằng lòng ra tay vì ta, ta sẽ vẽ cho người đó một tấm bùa bảy sắc hoàn hảo. Đến bao nhiêu, ông đây vẽ bấy nhiêu. A Thiên, linh giới. Diệp Liên dẫn theo 100 thiết kỵ Tu La đến thẳng lối vào linh giới. Thật ra nơi này có rất ít người biết, bởi vì phệ linh tộc đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trong mắt người đời. Có thể nói, bây giờ thế giới này có rất nhiều người không hề biết đến phệ linh tộc. Mà sở dĩ Diệp Liên biết vị trí linh giới là vì năm đó Tu La quốc đã từng chiến tranh với phệ linh tộc. Có thể nói, Tu La quốc có rất nhiều ghi chép tỉ mỉ về phệ linh tộc. Diệp Liên đứng trước lối vào với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng đúng lúc này, có một ông lão đột nhiên xuất hiện cách Diệp Liên không xa. Người này vừa xuất hiện, linh khí xung quanh đã tan biến đi rất nhiều. Phệ linh. Người phệ linh tộc trời sinh đã được ưu ái, vừa ra đời đã có sức hấp dẫn tự nhiên với linh khí, bọn họ rất dễ dàng hấp thu được linh khí. Ông lão nhìn về phía Diệp Liên, nữ đế Tu La, việc này chỉ là một hiểu lầm, chúng ta. Nhưng đúng lúc này, Diệp Liên đột nhiên biến mất, một khắc sau, một âm thanh bén nhọn đột nhiên vang vọng bốn phía.
Khi ông lão phản ứng lại được thì Tu La Thứ trong tay Diệp Liên đâm vào cuống họng lão. Sau khi dính máu tươi, Tu La Thứ đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, máu tươi nơi cần cổ ông lão phun ra như thủy triều, cuối cùng hội tụ về mũi Tu La Thứ. Ông lão trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Liên. Diệp Liên vẫn vô cảm, đây chỉ là một hiểu lầm. Nói xong, nàng xòe lòng bàn tay ra, Tu La Thứ lập tức bay trở lại tay nàng, mà ông lão kia giờ đã biến thành một bộ thây khô. Tu La Thứ có thể hấp thu tinh phách. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, ở đấy có kết giới. Nữ đế Tu La nói, đi. Thanh Tu La Thứ trong tay nàng bỗng hóa thành một luồng hắc quang lao nhanh ra, một khắc sau. Kết giới trước lối vào phệ linh tộc vỡ vụn. Diệp Liên bình tĩnh ra lệnh, giết, không giữ lại một ai. Vừa dứt lời, những thiết kỵ Tu La phía sau nàng lập tức vọt lên, thiết kỵ lao ra như lũ quét tứ phương, rất có uy thế đạp nát cả chư thiên. Thiết kỵ Tu La. Năm đó đây là đội quân thiết kỵ khiến vô số thế lực nghe danh đã sợ vỡ mật. Bởi vì khi đó chuyện đội thiết kỵ này làm nhiều nhất chính là đồ thành. Chỗ họ đi qua, chó gà không tha, bởi vậy mới được gọi là Tu La. Mà đúng lúc này, phía đối diện bỗng xuất hiện một luồng hơi thở cường đại ập đến, chấn áp lại đội quân thiết kỵ Tu La. Diệp Liên không định ra tay, thống lĩnh thiết kỵ Tu La bỗng rút loan đao bên hông ra gào lên, Tu La nộ. Xung quanh, 100 người đồng loạt rút loan đao bên hông ra gầm lên. Một hơi thở cường đại tựa mấy chục ngọn núi lửa đồng thời bạo phát. Không gian chung quanh mấy trăm ngàn trượng đột nhiên run lên, uy thế của cường giả phệ linh tộc kia lập tức bị nghiền nát, 100 người tiếp tục xông lên, khí thế như dung nham bùng cháy, không gì địch nổi. Đúng lúc này, không gian phía trước nhóm thiết kỵ Tu La đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một ông lão tóc trắng bước ra ngoài, tay trái lão cầm một chiếc gương trắng tinh, mà trong tay phải là một pháp trượng màu xanh lam. Ông lão tóc trắng vô cảm bước đến nhìn thiết kỵ Tu La cách trước mặt mười mấy trượng, tay phải lão nắm pháp trượng nhẹ nhàng gõ xuống, cấm. Vừa dứt lời, không gian trước mặt lão đột nhiên run lên, ngay sau đó, vô số phù văn thần bí xuất hiện trong vùng không gian này, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy nhóm thiết kỵ Tu La, gần như chỉ trong chốc lát, tốc độ của thiết kỵ Tu La đã chậm lại. Mà phía xa xa, Diệp Liên không có ý xuất thủ. Thống lĩnh dẫn đầu thiết kỵ Tu La đột nhiên lại gào lên lần nữa, giết. Giết. 100 người cùng gào lên. Một luồng sát ý ngút trời bạo phát ra từ trong cơ thể 100 người. 100 luồng sát ý này tựa như vũ bão, bao phủ lấy khắp trốn. Không gian xung quanh lập tức nứt toác, sức mạnh to lớn ấy đã ép ông lão tóc trắng kia phải lùi lại mấy trượng. Lão khẽ nhíu mày lại, thực lực của những kỵ binh này có hơi vượt ngoài dự liệu của lão. Đúng lúc này, thống lĩnh thiết kỵ Tu La đột nhiên cầm thanh loan đao chĩa thẳng vào ông lão tóc trắng, giết. 100 người lập tức xông lên, không gian bốn phía nứt ra, từng lưỡi đao đen kịt đột nhiên vút ra từ những vết nứt không gian chung quanh, sau đó lao thẳng đến phía nhóm thiết kỵ Tu La. Những lưỡi đao này dày đặc như mưa rào, từng đao tiếp nối nhau, lít nha lít nhít, khiến người ta tê cả da đầu. Mà nhóm thiết kỵ Tu La không hề có ý dừng lại. Tấn công. Càng lúc càng nhanh, không gian và mặt đất bốn phía bắt đầu rung lên kịch liệt, mà những lưỡi đao kia lại không cản nổi bước chân của thiết kỵ Tu La, bọn họ một đường thế như trẻ tre, chớp mắt đã lao đến trước mặt ông lão tóc trắng, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của lão ta nay đã nổi lên một tia dữ tợn, tay trái lão đột nhiên vung lên, ngự. Vừa dứt lời, chiếc gương trắng trong tay trái lão đột nhiên bay lên, một khắc sau. Một chiếc khiên ánh sáng dài đến trăm trượng chắn trước mặt lão ta. Mà lúc này, 100 thiết kỵ Tu La đã lao đến. Khiên ánh sáng rung lên kịch liệt, lập tức nứt ra. Mà đúng lúc này, thống lĩnh dẫn đầu thiết kỵ Tu La đột nhiên tung người nhảy lên, hai tay cầm đao bỗng chém xuống, Tu La chạm. Một đao hạ xuống. Xoẹt. Tấm khiên ánh sáng kia lập tức vỡ nát, một khắc sau. Khi ông lão tóc trắng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chém ngang một đường, đầu của lão ta lập tức văng ra ngoài. Thống lĩnh thiết kỵ Tu La vung tay trái lên, cái đầu đầy máu tươi kia rơi vào tay gã, gã nhìn về phía xa xa với đôi ngươi đỏ tươi, đồ tộc. Vừa dứt lời, gã đã xông lên đầu tiên. Mà lúc này,
phía chân trời bỗng vang lên tiếng cười khẽ, đồ tộc. Ngoại trừ tiên tri năm đó ra, thế gian này ai có thể tàn sát phệ linh tộc ta? Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng xuất hiện giữa không trung. Tộc trưởng đương nhiệm của phệ linh tộc, Nguyên Linh. Nguyên Linh liếc nhìn những thiết kỵ tu la ở phía dưới rồi khẽ mỉm cười, đến đây, để phệ linh tộc ta lĩnh giáo thực lực của thiết kỵ tu la trong truyền thuyết nào. Vừa dứt lời, trên một tòa núi cao phía xa xa bỗng có một tiếng gầm giận dữ vang lên, một khắc sau, một đám kỵ binh mặc giáp trắng cầm trường thương vàng óng trong tay phóng lên không. Đạo binh phệ linh tộc, thí linh. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 người. Thế nhưng trên người chúng đều tỏa ra một luồng hơi thở mạnh mẽ, không hề thua kém kỵ binh tu la, chẳng mấy chốc, hai đội kỵ binh đã lao vào giao chiến với nhau. Vừa giao thủ, trời long đất lở. Không phân cao thấp. Trên không, Nguyên Linh thu hồi tầm mắt, ông ta nhìn về phía Diệp Liên rồi cười nói, nữ đế tu la, ngươi làm thế chỉ khiến hai bên cùng tổn hại. Tất nhiên phệ linh tộc cũng không muốn liều chết với nữ đế tu la. Diệp Liên nhìn Nguyên Linh, ta sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại, cố hết sức mình, tiêu diệt phệ linh tộc ngươi. Vừa dứt lời, nàng đã hóa thành một luồng u quang bắn mạnh ra, không gian xung quanh lập tức bị tu la thứ xé nát, một luồng hơi thở mạnh mẽ gắt gao bao phủ lấy Nguyên Linh. Nguyên Linh nhìn Diệp Liên đã vọt đến trước mắt, chỉ rơi gần, diệt phệ linh tộc ta. Chỉ với ngươi, buồn cười. Dứt lời, ông ta vung tay phải lên. Ầm ầm. Toàn bộ phía chân trời đột nhiên tối lại, một tiếng nổ vang như sấm rền vang tận mây xanh, chẳng mấy chốc, một bóng người liên tục lùi lại. Người này chính là Nguyên Linh. Nguyên Linh nhìn Diệp Liên cách đó không xa, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, thực lực của Diệp Liên này có chút vượt quá dự liệu của ông ta. Mà lúc này, một luồng u quang đột nhiên phóng tới trước mặt ông ta. Bên trong u quang là tu la thứ. Nguyên Linh không cố gắng đỡ đòn này. Mà là vọt người lên lùi ra xa mấy trăm trượng, nhưng ông ta vừa dừng lại thì Diệp Liên lại xuất hiện trước mặt ông ta lần nữa. Một khắc sau, Diệp Liên nắm tu la thứ trong tay phải đâm về phía trước một chiêu, hoàng tuyển diệt. Vừa dứt lời, tu la thứ run lên kịch liệt, một luồng sức mạnh cực đại bộc phát ra từ tu la thứ. Nguyên Linh híp hai mắt lại, hai tay ông ta đột nhiên hợp lại, Linh hư ấn thủ. Vừa nói xong. Trên đầu ông ta bỗng xuất hiện một cái ấn hư huyễn, mà nháy mắt khi cái ấn này xuất hiện, tu la thứ của Diệp Liên lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Đúng lúc này, Diệp Liên bằng hét lên, phá. Vừa dứt lời, tay phải đang cầm tu la thứ của nàng bằng xoay tròn đâm về phía trước. Cái ấn trên đỉnh đầu Nguyên Linh lập tức vỡ tan, mà bản thân ông ta cũng bị dư chấn sau đó đẩy lùi ra xa mấy ngàn trượng, mà sau khi ông ta dừng lại. Ngực ông ta bỗng nhiên nứt ra, tuôn trào máu tươi. Nguyên Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Liên ở nơi xa, không thể không nói, nữ đế tu la cầm theo tu la thứ thật sự quá mức kinh khủng. Tu la thứ. Đây là thứ năm đó quốc chủ tu la chế tạo riêng cho tộc nhân của mình, nó có thể dung hợp hoàn hảo với người trong tộc tu la, và cũng chỉ có người tu la tộc mới có thể phát huy được uy lực thật sự của nó. Diệp Liên ở phía xa xa đang bước chậm về chỗ Nguyên Linh. Quanh thân nàng tỏa ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, luồng hơi thở này còn tràn ngập sát khí cùng hung tàn ở trong đấy. Nguyên Linh đột nhiên bước ra một bước, lão ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay lại bắt đầu nhẹ nhàng dương lên, chẳng mấy chốc, linh khí trong bao la trời mây xung quanh bỗng nhiên tụ về phía ông ta với tốc độ chóng mặt, dần dần, trên đỉnh đầu ông ta lại xuất hiện một khí ấn màu trắng. Tụ linh ấn. Lúc này, Nguyên Linh đột nhiên mở choàng hai mắt, một khắc sau. Ông ta vọt cả người thẳng ra ngoài, đúng lúc này, vô số lớp linh khí tuôn đến bọc lấy quanh thân ông ta. Khi ông ta đến được trước mặt Diệp Liên thì tụ linh ấn trên đầu bỗng nổ ầm. Diệp Liên không tránh né, nàng xòe lòng bàn tay, tu la thứ đột nhiên bay ra. Xoẹt, tiếng xé gió vang lên. Ầm ầm, trên không, từng tiếng nổ đang không ngừng vang dội, một luồng linh khí cường đại như gió bão bao trùm lấy bốn phía. Nơi cơn lốc ấy đi qua, không gian không thể chịu đựng được sức mạnh ở trong đấy, chúng bắt đầu bị ăn mòn. Mà trong cơn lốc ấy, có hai bóng người đang không ngừng bay ngang qua lại. Là Diệp Liên và Nguyên Linh. Khoảng chừng một khắc sau, Nguyên Linh bị đánh văng ra ngoài, mà lúc này đây, chẳng biết từ khi nào ông ta đã mất đi một cánh tay.
Diệp Liên ở phương xa tiện tay vung lên, cơn lốc linh khí kia lập tức biến mất dạng, nàng bỗng xoay đầu nhìn sang phải, chốc lát, nàng vội hất tay phải ra, không gian trước mặt nàng lập tức đổ nát, một cô gái váy đỏ xuất hiện trong tay nàng. Chính là cô gái váy đỏ lúc trước đến Tu La địa ngục. Cô gái váy đỏ nhìn chòng chọc vào Diệp Liên, khóe miệng Diệp Liên cong lên rất dữ tợn, chính thứ rác rưởi ngươi đã buộc ca ca ta thôi thúc huyết thống, ta muốn ngươi phải vạn kiếp bất phục. Vừa dứt lời, nàng bỗng đưa hai tay lên nắm lấy vai cô gái váy đỏ, sau đó kéo mạnh sang hai bên. Xoẹt! Thân thể cô gái váy đỏ bị chém đứt đôi. Hình ảnh này thật sự vô cùng đẫm máu. Nhưng linh hồn của cô gái váy đỏ vẫn còn đó, có điều linh hồn của ả ta hoàn toàn không thể trốn thoát được. Thực lực của ả ta thua Diệp Liên quá xa. Ở trước mặt Diệp Liên, ả ta còn không có cả sức đánh trả. Diệp Liên cũng không thẳng tay tiêu diệt linh hồn của cô gái váy đỏ mà lấy một cái lọ màu đen ra, thu linh hồn của cô gái váy đỏ vào bên trong, trong lon có một không gian khác. Tiểu địa ngục. Đây cũng là một bảo vật của Tu La tộc, đặc biệt dùng để thu thập linh hồn, nhưng cái này khác với Tu La địa ngục, đây là thứ dùng để luyện chế linh hồn. Trong lọ có lửa thiên kiếp, có thể lọc sạch tạp chất của linh hồn để sử dụng, đương nhiên việc thanh lọc này cũng vô cùng tàn nhẫn. Vì nó sẽ thiêu đốt linh hồn 7749 ngày. Bị lửa này thiêu đốt, sống không bằng chết. Vừa đi vào địa ngục kia, cô gái váy đỏ đã bị lửa của thiên kiếp bao phủ. A, à, chẳng mấy chốc, trong lọ vang lên tiếng kêu thảm thiết của cô gái váy đỏ, nữ đế Tu La, người giỏi thì giết ta đi. Vẻ mặt Diệp Liên không chút cảm xúc, giết ngươi. Như thế chẳng phải là quá nhân từ à, ta cho ngươi biết. Ta muốn cả phệ linh tộc của ngươi đều chết không được tử tế. Nói xong, nàng nhìn Nguyên Linh ở cách đó không xa, chết đi cho ta. Dứt lời, nàng vung tay phải lên, Tu La Thứ trong tay biến thành một tia u quang bay ra, trên đầu Tu La Thứ có một tia hồng quang lóe lên, trong chốc lát, không gian trực tiếp bị xé rách tựa như giấy. Không chỉ thế, lúc này, thanh Tu La Thứ đã đâm thẳng vào không gian ba chiều. Sắc mặt của Nguyên Linh ở đối diện vô cùng nặng nề. Ông ta biết nếu mình không đỡ được một đòn này thì mình sẽ chết chắc. Nguyên Linh không lấy cứng trọi cứng mà đột nhiên cất lời, ra tay. Dứt lời. Không gian xung quanh chợt rung lên, một khắc sau, Tu La Thứ của Diệp Liên dừng lại ở vị trí cách Nguyên Linh mấy trượng. Lúc này, bốn tia sáng trắng đột nhiên giữ lại Tu La Thứ của Diệp Liên. Cùng lúc đó, không biết đã có bốn ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở xung quanh Nguyên Linh từ bao giờ. Bốn người đều mặc trường bào màu trắng, tay cầm pháp trượng. Đúng lúc này, Diệp Liên ở phía xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra, Tu La Thứ đang bị bốn tia sáng trắng bao phủ đột nhiên rung động kịch liệt, lực lượng mạnh mẽ không ngừng lan tràn, bốn tia sáng trắng kia cũng bắt đầu rung động, nhưng Tu La Thứ vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của bốn tia sáng trắng kia. Diệp Liên ở phía xa đột nhiên siết chặt tay, giẫm nhẹ chân phải một cái. Không gian mấy ngàn trượng xung quanh lập tức nổ tung, biến thành một vùng đen nhanh, cũng trong khoảnh khắc này, Tu La Thứ thoát khỏi sự khống chế của bốn tia sáng trắng, quay về trong tay Diệp Liên. Diệp Liên nhìn bốn ông lão áo bào trắng kia, nàng vừa định ra tay thì lúc này, bầu trời trên đầu nàng xuất hiện một linh ấn khổng lồ. Oanh! Một tia sáng trắng mạnh mẽ bất chợt bao phủ lấy Diệp Liên, một khắc sau nó lại lập tức nổ tung. Nhưng lại có một tia sáng trắng lao xuống từ bên trong linh ấn, bao phủ lấy Diệp Liên một lần nữa, xung quanh thoáng chốc xuất hiện những sợi dây xích màu trắng, những sợi dây xích này điên cuồng xông về phía Diệp Liên, chẳng những thế, không biết từ bao giờ dưới chân của Diệp Huyên đã xuất hiện một quang trận màu trắng khổng lồ, trên quang trận, vô số phù văn không ngừng xoay tròn, lực lượng thần bí liên tục lôi kéo Diệp Liên. Diệp Liên đứng trong trận pháp đảo mắt nhìn xung quanh, một khắc sau. Nàng vung Tu La Thứ một vòng xung quanh. Xoẹt! Vô số tia sáng trắng vỡ vụn, nhưng một khắc sau, sợi dây xích đó lại xuất hiện trước mặt nàng, Diệp Liên lại vung Tu La Thứ một lần nữa. Mấy sợi dây xích trắng này lại vỡ vụn, nhưng còn không đợi nàng ra tay lần nữa, một vùng sáng trắng đã bao phủ lấy nàng. Tia sáng trắng và dây xích trắng có thể nói là vô cùng vô tận. Linh ấn trên đầu nàng thì đang không ngừng hấp thụ linh khí trong không gian xung quanh nàng, trận pháp dưới chân thì không ngừng áp chế cảnh giới và lực lượng của nàng. Lúc này, Diệp Liên cứ thế bị giam ở bên trong, không có cách nào thoát thân.
Một ông lão áo bào trắng chợt cất lời, xuất. Dứt lời, bốn người bọn họ bắt đầu bấm tay niệm chú, một khắc sau, một thanh linh kiếm đúc từ linh khí xuất hiện ở phía chân trời. Sau khi nó xuất hiện, bầu trời của phệ linh tộc bắt đầu rung lên như muốn nổ tung. Ông lão đang muốn cất lời thì lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo, một khắc sau, một bóng người xông về phía thanh linh kiếm kia. Người này chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, ông lão áo bào trắng hơi nhíu mày, một khắc sau, lão ta lập tức từ bỏ Diệp Liên, vung tay phải về phía Diệp Huyên từ xa, chém. Ong! Thanh linh kiếm lập tức biến thành một tia kiếm quang trắng như tuyết chém về phía Diệp Huyên, tốc độ của kiếm rất nhanh, tựa như một tia sét thoáng chốc chém tới trước mặt Diệp Huyên, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một năng lượng vô cùng khổng lồ. Phải biết rằng kiếm này là dùng để chém Diệp Liên. Mà Diệp Liên là ai? Là cao thủ đứng đầu vũ trụ ngũ suy, vì thế kiếm này có thể yếu sao? Nhưng Diệp Huyên lại không thèm né tránh, mặc cho kiếm kia chém lên người mình. Kiếm đâm thẳng vào người Diệp Huyên, sau đó, một lực lượng mạnh mẽ dâng lên từ trong cơ thể Diệp Huyên tựa như thủy triều. Thấy cảnh này, những cao thủ của phệ linh tộc xung quanh đều ngây người. Đây là thao tác gì vậy? Lúc này, sắc mặt của ông lão áo bào trắng kia đột nhiên thay đổi, không xong rồi, hắn nuốt chửng kiếm linh khí. Nuốt chửng. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ khó tin. Nuốt chửng kiếm. Khí thế của Diệp Huyên trên không trung gần như không ngừng tăng mạnh bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, mà lúc này, ngay cả Diệp Huyên cũng hơi sửng sốt. Vì năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong kiếm vượt khỏi dự liệu của hắn, năng lượng mà thanh kiếm bộc phát ra quá đáng sợ, khiến thân thể của hắn cũng hơi không chịu nổi. Lúc này, ông lão áo bào trắng bên dưới chợt cất lời, giết hắn. Tộc trưởng phệ linh tộc bên dưới lập tức xông về phía Diệp Huyên, thấy cảnh này, Diệp Huyên thầm thấy hoảng hốt, bây giờ hắn hoàn toàn không thể ra tay, vì hắn sắp đột phá. Nhưng lúc này, một cô gái chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đó chính là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, ta từng hứa sẽ ra tay giúp ngươi hai lần, bây giờ có cần không? Sao Diệp Huyên có thể từ chối được? Hắn vội vàng gật đầu, cần. Trương Văn Tú gật đầu. Sau đó xoay người, nàng ta mở lòng bàn tay, một tia chớp đột nhiên đánh vào lòng bàn tay của nàng ta, trong tia chớp là một thanh trường thương ngừng tụ từ sấm chớp, một khắc sau, nàng ta đâm thương về phía trước. Nguyên Linh kia cứ thế bị Trương Văn Tú ép dừng lại. Nguyên Linh nhìn chằm chằm Trương Văn Tú của Thư viện Vạn Duy. Trương Văn Tú hơi nhếch môi, là ta. Nguyên Linh trầm giọng nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Trương Văn Tú cười nói, ta cứ muốn xen vào chuyện của người khác đấy, thế nào, không phục à? Không phục thì ông đánh ta đi. Nguyên Linh nhìn chằm chằm Trương Văn Tú lại nói, ông không đánh ta, vậy ta đánh ông đấy. Dứt lời, trường thương trên tay nàng ta chợt vung về phía trước, đáng bát hoang. Trường thương vung lên, một vùng lôi quang xuất hiện, cả chân trời lập tức bị lôi quang bao phủ. Nguyên Linh đứng đối diện Trương Văn Tú lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta đột nhiên chắp hai tay, một linh ấn xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó, một lực lượng mạnh mẽ cũng bộc phát ra từ trong linh ấn kia. Chân trời chợt truyền đến tiếng nổ tung, Nguyên Linh lập tức lùi về sau, trong lúc ông ta lùi lại có vô số lôi quang tán loạn, chân trời vô cùng hỗn độn. Lúc này, ông lão áo bào trắng bên dưới đang muốn ra tay, nhưng như nhớ đến điều gì nên lão ta lại dừng tay. Bốn người họ hợp lực, cộng thêm đủ loại trận pháp mới khó khăn vây khốn được nữ đế Tu La, bây giờ nếu lão ta ra tay, để nữ đế Tu La thoát được, khi đó tình thế sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Ông lão áo bào trắng quay đầu nhìn sang bên phải, ra tay. Một tiếng giống lập tức vang lên từ trong dãy núi bên phải, một khắc sau, một thanh trường đao đột nhiên cắt ngang chân trời, chém thẳng về phía Trương Văn Tú. Trường đao dài đến mức xuyên qua chân trời. Chân trời bị cắt ra một khe hở lớn, mà lúc đi tới trước mặt Trương Văn Tú, thanh trường đao đột nhiên chậm lại. Thấy cảnh này, Trương Văn Tú cười nhạt, không gian duy độ hai tầng. Dứt lời, nàng ta vung tay áo lên, trường thương trong tay bay ra ngoài, thanh trường thương này cũng tiến vào không gian duy độ hai tầng. Không gian trước mặt Trương Văn Tú chợt nổ tung, lúc này, một thanh đại đao bị chấn động bay ra ngoài. Một người đàn ông trung niên ở cách đó trăm trượng duỗi tay ra,
nắm lấy thanh đại đao này. Trương Văn Tú nhìn về phía người đàn ông trung niên, gã ta xách đại đao đi về phía nàng ta, không hổ là người mạnh nhất chỉ sau 6 đại cường giả. Trương Văn Tú, người mạnh nhất chỉ sau 6 đại cao thủ. Ở vũ trụ ngũ duy, ngoài 6 đại cao thủ, Trương Văn Tú chính là người đứng đầu. Nguyên Linh trên không trung nhìn Diệp Liên bên dưới, lúc này Diệp Liên vẫn còn bị bao vây trong đại trận, nhưng đại trận kia đã sắp vỡ rồi, rõ ràng là sắp không nhốt được nàng nữa. Ông ta như nghĩ đến điều gì, lại nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này hơi thở trên người Diệp Huyên đã mạnh đến mức đáng sợ, rõ ràng là sắp đột phá rồi. Không thể chậm trễ thêm nữa. Nguyên Linh nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, Nguyên Khâu, cùng nhau liên thủ. Nguyên Khâu gật đầu. Nếu không liên thủ, bọn họ đừng hòng giết được Trương Văn Tú trước mặt một mình. Hai người lập tức xông về phía Trương Văn Tú. Trương Văn Tú xoay người nhìn Diệp Huyên, khi nãy ta đã ra tay thay ngươi 2 lần, ta đã trả hết nợ cho ngươi rồi. Bây giờ ta ra tay giúp ngươi 1 lần nữa, ngươi vẽ cho ta 1 lá bùa 7 sắc, được chứ? Diệp Huyên đen mặt, người phụ nữ này là thừa dịp cháy nhà hôi của à. Thấy Diệp Huyên không nói lời nào, Trương Văn Tú lại nói tiếp, không muốn à. Không sao, ta cũng không ép, ta là một người xem trọng lý lẽ. Nói xong, nàng ta vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyên, chúng ta sau này gặp lại. Bảo trọng. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyên nheo mắt, vội vàng nói, đồng ý, đồng ý. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyên, ta không ép buộc ngươi đúng không? Diệp Huyên vội lắc đầu, không có, là ta tự nguyện. Thật, là ta tự nguyện. Trương Văn Tú gật đầu, nhớ vẽ bùa cho ta đấy. Nói xong, nàng ta xoay người vung thương, trên mũi thương có lôi quang chớp lóe, hai người Nguyên Linh bị một thương này của Trương Văn Tú ép phải dừng lại. Trương Văn Tú cười khẩy, không ngờ hai người lại giở trò hai đánh một, còn mặt dày hơn Diệp Huyên kia nữa. Diệp Huyên hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới người phụ nữ này nữa, đang muốn tập trung đột phá thì lúc này, ông lão tóc bạc dẫn đầu bên dưới đột nhiên nói, tiêu diệt nữ đế trước. Lão ta vừa dứt lời, xung quanh Diệp Liên bên dưới đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm nhỏ màu máu như mũi kim, những chấm nhỏ này từ từ lan tràn về phía Diệp Liên. Lúc này, Trương Văn Tú cất lời, đó là phệ linh cấm thuật, đừng để bọn chúng đến gần nàng ta, nếu không tu vi của nàng ta sẽ bị cắn nuốt hết đấy, mau. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, một khắc sau, đôi mắt hắn lập tức biến thành một biển máu. Khởi động huyết mạch, khí thế của Diệp Huyên lập tức tăng vọt, một khắc sau, hắn lao xuống bên dưới, một đường thế như trẻ tre, khi hắn lao tới trước mặt Diệp Liên, những chấm đỏ như máu kia đã kéo đến, Diệp Huyên vẫn còn chút linh trí vung tay phải lên đưa Diệp Liên vào trong tháp giới ngục, còn hắn vừa định ra tay, thì chấm đỏ đã thoáng chốc bao phủ lấy hắn. Khí thế quanh người Diệp Huyên lập tức giảm mạnh bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng huyết mạch chi lực của hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn ngày càng mạnh hơn, khi linh khí của hắn mất sạch, huyết dịch trong người hắn bất chợt xông ra. Trong nháy mắt, bầu trời của phệ linh tộc trở thành một biển máu. Huyết mạch biến dị. Trong biển máu vô tận đó như có thứ gì chợt lóe lên rồi biến mất. Gần như cùng lúc này, trong một tòa thành nhỏ ở cực bắc xa xôi, một cô gái áo vải đang thổi lửa nấu cơm chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ khó tin, hơi thở của tiên sinh. Vào khoảnh khắc huyết mạch lao ra khỏi người Diệp Huyên, một luồng lệ khí và sát khí ngút trời thoáng chốc bao phủ toàn bộ phệ linh tộc. Lúc này, toàn bộ phệ linh tộc đều tỏ vẻ khiếp sợ. Vì sát khí và lệ khí này thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng nhìn về phía chân trời. Huyết dịch của Diệp Huyên đang sôi trào trên không trung, còn Diệp Huyên vì phần lớn huyết dịch đã rời khỏi thân thể, nên sức sống trên người hắn đang biến mất với tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Liên không chút do dự vung tay phải, một lực lượng mạnh mẽ lập tức bao phủ lên những huyết dịch kia, một khắc sau, huyết dịch bị nàng ép quay lại vào người Diệp Huyên. Oanh! Huyết dịch vào người, thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, một hơi thở mạnh mẽ cuộn trào từ trong người hắn. Bên trong hơi thở này ẩn chứa hai loại lực lượng. Sinh khí và tử khí. Sinh tử cảnh. Vì trước đó đã nuốt chửng thanh kiếm kia vào huyết dịch chợt xảy ra thay đổi,
nên Diệp Huyên cứ thế đạt đến sinh tử cảnh. Nhưng lúc này hắn đã khởi động huyết mạch, người đã rơi vào trạng thái điên cuồng, thần trí không rõ. Diệp Liên vội vàng đặt tay lên bả vai Diệp Huyên, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ lấy hắn, nàng không dám để Diệp Huyên hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, vì Diệp Huyên như thế có thể sẽ hoàn toàn bị suy nghĩ giết người ăn mòn thần trí, bị lạc trong sát khí và lệ khí. Mà nàng lúc này đã không thể áp chế được huyết mạch của Diệp Huyên nữa. Một lực lượng mạnh mẽ đẩy Diệp Liên ra xa mấy trượng, một khắc sau, Diệp Huyên chém một kiếm về phía Diệp Liên. Diệp Liên híp mắt lại, nàng không tránh né, mà khi một kiếm kia của Diệp Huyên còn cách giữa chân mày nàng nửa tấc thì đột nhiên dừng lại. Kiếm và thân thể của Diệp Huyên không ngừng rung động, khuôn mặt hắn cũng trở nên nhăn nhó như đang đau khổ đấu tranh vậy. Diệp Liên đột nhiên muốn ra tay một lần nữa, lúc này, Liên Thiển xuất hiện bên cạnh Diệp Liên, nàng ta vội vàng ngăn cản Diệp Liên, lắc đầu, đừng áp chế, cô càng áp chế, hắn sẽ càng nguy hiểm. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cứ để hắn giải tỏa sát khí và lệ khí trong lòng mình ra ngoài đi. Diệp Liên đang muốn đáp lời thì Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu gào lên một tiếng, sau đó xoay người biến thành một tia kiếm quang xông về phía bốn ông lão mặc áo bào trắng. Kiếm quang như máu nhuộm đỏ chân trời. Thấy Diệp Huyên lao tới, ông lão tóc bạc dẫn đầu chợt chắp tay chỉ về phía trước, một ánh sáng màu trắng bay ra từ đầu ngón tay của lão ta, ánh sáng xuyên qua trường không, cắt đứt mọi thứ. Diệp Huyên ở phía xa chém xuống một kiếm. Ầm! Ánh sáng sắc bén màu trắng kia lập tức nổ tung. Diệp Huyên tiến quân thần tốc lao tới, chém một kiếm về phía ông lão tóc bạc, lão ta tiến lên một bước. Một dấu ấn màu trắng đột nhiên bay ra từ trong tay áo của lão ta, trong ấn có linh khí mạnh mẽ bộc phát ra. Chân trời run rẩy một trận, Diệp Huyên lập tức bị đánh bay, trong quá trình bay đi, kiếm thiên chu trong tay hắn đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng, kiếm nhanh chóng chém tới. Ông lão tóc bạc hơi biến sắc, lão ta lùi về phía sau một bước, sau đó vung tay về phía trước, nắm lấy kiếm thiên chu của Diệp Huyên. Nhưng mũi kiếm thiên chu cũng đâm vào giữa chân mày của lão ta khoảng nửa tấc. Kiếm thiên chu rung lên, nhưng lại không thể đâm vào thêm được nữa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu lão ta, một thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào, hắn cầm kiếm bằng hai tay bổ một phát xuống dưới. Một kiếm chém xuống, uy thế như trời long đất lở. Lúc này, ông lão tóc trắng đột nhiên đâm kiếm thiên chu của Diệp Huyên vào bụng hắn. Tốc độ của ông ta nhanh hơn. Nhưng ông ta quên một điều, đó là Diệp Huyên hoàn toàn không cần tránh né một kiếm này, vì vậy kiếm thiên chu vẫn đâm vào bụng Diệp Huyên như lão ta mong muốn, mà kiếm của Diệp Huyên cũng chém trúng đầu lão ta. Vụt. Ông lão bay thẳng ra ngoài, sau khi dừng lại, đầu lão ta bị nứt ra một nửa, không chỉ mỗi đầu, lúc này thân thể của lão ta cũng nứt ra thành những đường như mạng nhện. Có điều thân thể của lão ta lập tức lành lại với tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên ở phía xa đang muốn ra tay một lần nữa thì lúc này, ba ông lão bên cạnh đột nhiên biến mất. Vào khoảnh khắc ba người biến mất, Diệp Liên cũng biến mất theo. Xoẹt! Một âm thanh chói tai vang lên. Ba ông lão vừa mới ra tay thay đổi sắc mặt, bọn họ vội vàng dừng lại, sau đó đồng loạt ra tay, nhưng lúc này, thân thể của Diệp Liên chợt trở nên hư ảo. Một ông lão trong đó thay đổi sắc mặt, không gian duy độ ba tầng, nàng ta. Nói đến đây, một tia u quang bay qua giữa chân mày lão. Phập, đầu ông lão lập tức bị đâm thủng, máu tươi bắn tung tóe. Hai ông lão còn lại vội vàng lùi về sau, không dám ra tay nữa. Diệp Liên không còn bị trận pháp khống chế, bọn họ chắc chắn chẳng khác nào run rế trước mặt nàng. Diệp Liên nhìn xuống dưới, lúc này. Diệp Huyên đã xông vào trong đám kỵ binh của phệ linh tộc, đám kỵ binh kia hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Huyên, mỗi một kiếm Diệp Huyên vung ra, đều sẽ có một cái đầu rơi xuống. Trong chốc lát, Diệp Huyên đã giết chết mười mấy kỵ binh phệ linh tộc, mà sau khi bị chém chết, linh hồn và tinh huyết của những kỵ binh kia đều bị hắn hấp thu. Sau khi hấp thu những tinh huyết này, khí thế của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.